Sau đây tôi xin phép được chia sẻ với cả quý vị đồng nghiệp một số các cái điểm mới trong cái chẩn đoán điều trị và quản lý bệnh nhân tăng huyết áp. Vì chúng ta biết là tăng huyết áp nó đã trở thành một trong những cái gánh nặng bệnh tật rất là lớn đối với cả Việt Nam chúng ta và đối với cả toàn thế giới. Những cái hậu quả của tăng huyết áp là vô cùng nặng nề, đặc biệt là các cái biến cố xảy ra trên những bệnh nhân tăng huyết áp mà hiện tại cái ngành y của chúng ta phải gánh chịu cũng như là xã hội của chúng ta phải chia sẻ các cái gánh nặng trong việc kiểm soát điều trị cũng như là quản lý các cái biến cố đó. Thế thì dựa trên đó chúng ta đã có rất nhiều các cái chương trình quản lý bệnh nhân tăng huyết áp để tìm hiểu về bệnh nhân tăng huyết áp tại Việt Nam. Một trong những cái chương trình quốc gia đã được triển khai từ năm 2008 nó đem lại cho chúng ta khá nhiều các thông tin về các cái tình trạng thực trạng tăng huyết áp tại Việt Nam. Thế thì nó sẽ như thế nào? Chúng ta thấy là cái thống kê năm 2015 thì chúng tôi thu được những cái thông tin khá là bất ngờ. Đó là cái gì? Cái tỷ lệ bệnh nhân tăng huyết áp càng ngày càng được trẻ hóa và cái số lượng bệnh nhân tăng huyết áp ở Việt Nam là rất nhiều. Trong số đó, cái số mà biết mình bị tăng huyết áp trong số bệnh nhân tăng huyết áp thực sự thì không nhiều, chỉ khoảng một nửa thôi. Nhưng mà cái số người biết bị tăng huyết áp mà lại được nhận thuốc điều trị tăng huyết áp hoặc là có ý thức điều trị tăng huyết áp ở trong nhân dân chúng ta thì cũng chỉ chiếm được khoảng nhiều là một nửa. Và kể cả cái số mà kiểm soát được tăng huyết áp, đấy, số kiểm soát tăng huyết áp trên cái số bệnh nhân điều trị tăng huyết áp thì cũng lại đạt được cái mức độ khoảng 50% là cùng mà thôi. Do vậy chúng ta thấy là cái tỷ lệ bệnh nhân biết này, biết mà không biết này, rồi là biết nhưng mà điều trị nhưng mà lại không kiểm soát được này, là được điều trị nhưng mà không được kiểm soát thì nó chiếm tỷ lệ rất lớn. Do vậy thực sự kể cả trên thế giới cũng như vậy thôi, nó cũng không hơn gì Việt Nam đâu. Thì chúng ta thấy là đến 90% cái số bệnh nhân được chẩn đoán là tăng huyết áp thì không kiểm soát được tình trạng huyết áp của mình, mặc dù có những người được điều trị, có những người thì không biết là cần thiết phải điều trị. Thế như vậy ở đây chúng ta thấy là đây thực sự là một cái vấn đề rất là lớn đối với cả cái hệ thống y tế của Việt Nam chúng ta. Như vậy đến 90% không kiểm soát có nghĩa là chúng ta cần phải làm cái gì đó hơn nữa. Thì một trong số những cái chương trình mà chúng tôi triển khai đó là gì? Đó là đào tạo tăng huyết áp, đào tạo về điều trị tăng huyết áp, nhận biết tăng huyết áp đến cái tận tuyến cơ sở, có nghĩa là tuyến huyện, tuyến xã và thậm chí là tuyến thấp hơn nữa để chúng ta có thể phát hiện tăng huyết áp sớm và có thể tiến hành điều trị, kể cả dùng thuốc, kể cả không dùng thuốc sớm cho những bệnh nhân tăng huyết áp. Thế thì trong cái việc điều trị tăng huyết áp thì chúng ta thấy ở đây những cái vai trò rất là lớn của gì? Thứ nhất là cái người bác sĩ chẩn đoán được tăng huyết áp hay không. Thứ hai là vai trò của bệnh nhân, người ta có ý thức được rằng tăng huyết áp thì phải điều trị hay không. Thế đây là thực sự là một vấn đề khá là lớn đấy ạ. Vì sao? Chúng ta thấy là xung quanh chúng tôi, bản thân chúng tôi cũng có những cái người hàng xóm ấy, người ta biết là người ta bị tăng huyết áp, và có những người đến 170, 180 người ta vẫn thấy bình thường. Thế như vậy câu chuyện ở đây là gì? Người ta vẫn thấy bình thường khi mà người ta bị tăng huyết áp. Vậy thì có lý do gì mà người ta phải điều trị? Thì cái vai trò của người bác sĩ ở đây là vai trò rất lớn, đó là làm sao? Làm sao tuyên truyền được cho bệnh nhân rằng cái câu chuyện tăng huyết áp nó không phải là mình bị tăng huyết áp, không triệu chứng gì thì mình không điều trị, mà nếu như không điều trị thì sau 5 năm, 10 năm câu chuyện nó sẽ như thế nào, đó là các cái biến cố nó có thể xảy ra. Thế như vậy ở đây cái việc giáo dục bệnh nhân là rất quan trọng. Nhưng trước khi giáo dục bệnh nhân thì chúng ta phải giáo dục chính bản thân mình. Đó là gì? Trong việc quản lý bệnh nhân tăng huyết áp thì chúng ta gì phải kiểm soát được huyết áp mục tiêu của bệnh nhân. Thế thì ở đây kiểm soát được con số huyết áp mục tiêu sẽ đạt được cái mục đích. Thì cái mục đích sâu xa hơn sẽ làm giảm biến cố, giảm tử vong cho những cái bệnh nhân đó. Thì như vậy ở đây về mặt bằng chung mà chúng ta nói là nếu như kiểm soát được càng nhiều bệnh nhân tăng huyết áp thì cái tỷ lệ biến cố xảy ra rồi gánh nặng tử vong nó sẽ giảm đi rất nhiều cho hệ thống y tế của chúng ta, và chính chúng ta cũng sẽ nhận được những cái gì giảm đi những cái tỷ lệ bệnh nhân nặng nếu như chúng ta kiểm soát ngay từ lúc ban đầu. Vậy thì trong các cái mục tiêu điều trị còn có một cái vai trò khá lớn, đó là của thuốc. Vậy thì ngoài bác sĩ, bệnh nhân, thuốc cũng là một cái rất quan trọng. Do vậy các cái thuốc kiểm soát huyết áp hiện tại bây giờ chúng ta có rất nhiều thuốc, thì chúng ta có thể kiểm soát
điều trị thuốc cho bệnh nhân để hướng đến con số huyết áp mục tiêu tối ưu cho bệnh nhân, và thứ hai là chúng ta tăng tỷ lệ bệnh nhân đạt được con số huyết áp mục tiêu đối với cả từng bệnh nhân. Tất nhiên chúng ta cá thể hóa được thì đấy là một điều rất tốt, còn nếu không chúng ta cũng hãy hạ về con số huyết áp mục tiêu. Vậy thì thứ nhất chúng ta sẽ phải đi qua phần chẩn đoán, làm thế nào để chẩn đoán được một bệnh nhân là tăng huyết áp. Câu chuyện theo tôi thì cũng khá là đơn giản thôi, đó là đo huyết áp. Tôi cam đoan rằng tất cả các bác sĩ đều biết đo huyết áp và các điều dưỡng cũng đều được đào tạo để có thể đo được huyết áp. Thế như vậy ở đây trong việc đánh giá huyết áp rồi là chẩn đoán có dấu tăng huyết áp bao gồm gì? Thứ nhất là phải có chỉ số huyết áp chúng ta đo được. Đo như nào chúng ta sẽ bàn sau. Thứ hai là phần bệnh sử của bệnh nhân, khám sức khỏe, đánh giá các cái nguy cơ tim mạch như thế nào và các cái tiến hành xét nghiệm để chẩn đoán nếu cần thiết. Nếu chúng ta thấy cần thiết, chúng ta nghi ngờ nguyên nhân của tăng huyết áp nó có thể đến từ một trong số các cái nguyên nhân, tất nhiên là đây là nguyên nhân tăng huyết áp thứ phát, thì chúng ta có thể làm thêm các xét nghiệm thăm dò để chẩn đoán tăng huyết áp. Vì chúng ta biết rõ ràng là nếu tăng huyết áp chúng ta chẩn đoán nguyên nhân mà là thứ phát ấy, thì có thể sau này bệnh nhân sẽ không phải dùng thuốc điều trị hạ huyết áp nữa, đấy là sẽ là giảm cái gánh nặng rất lớn cho bệnh nhân rồi. Thế thì cái việc đánh giá chỉ số huyết áp thì chúng ta không phải là đo một lần, chúng ta đánh giá luôn ông này tăng huyết áp rồi, ông này không phải tăng huyết áp, mà chúng ta phải đánh giá trong nhiều thời điểm khác nhau, ít nhất là 2 lần và tối thiểu mỗi lần cách nhau 4 tuần. Thì đây là khuyến cáo của Bộ Y tế đưa ra cho chúng ta trong cái việc chúng ta đo huyết áp cho bệnh nhân để làm sao đánh giá được đúng là bệnh nhân này có tăng huyết áp hay không. Cái việc đo huyết áp chúng ta có khá nhiều cái cách để đo được huyết áp cho bệnh nhân. Trong đó đối với cả nhân viên y tế thì cái việc đo chỉ số huyết áp tại phòng khám khi mà người bệnh đã đến khám với chúng ta là con số chúng ta phải tiến hành thường xuyên. Các cái thiết bị ở phòng khám có thể là gì? Là huyết áp kế thủy ngân, là những dụng cụ kinh điển. Thứ hai là huyết áp kế đồng hồ hoặc là huyết áp kế điện tử. Thì đây là ba cái dụng cụ chúng ta hay sử dụng nhất để đo huyết áp cho bệnh nhân. Thì không phải là lúc nào chúng ta cũng có thể tiến hành đo ngay cho bệnh nhân. Ví dụ bệnh nhân đang chạy khoảng 5 vòng quanh bệnh viện, chúng ta vào chúng ta đo ngay cho bệnh nhân rồi đánh giá con số huyết áp cho bệnh nhân thì việc đó nó không đúng, nó sẽ đem lại những cái sai số. Thứ hai là bệnh nhân mà vừa uống bia uống rượu mặt mũi tưng bừng, vừa mới đúng không ạ, chén chú chén anh, vừa buổi trưa buổi chiều đến đo huyết áp chúng ta đo ngay thì nó cũng lại không đúng. Như vậy chúng ta phải cho bệnh nhân thư giãn 5 đến 10 phút trước khi chúng ta tiến hành đo huyết áp. Phòng đo huyết áp và phải yên tĩnh. Vì sao? Nếu mà có tiếng gọi là đánh chửi nhau hoang bên cạnh, bệnh nhân người ta cũng căng thẳng thì cũng có thể ảnh hưởng đến chỉ số đo huyết áp của chúng ta. Người ta khuyến cáo là cái phòng nên ở nhiệt độ khoảng 26 độ. Thì đúng là nếu trong mùa hè này thì để có nhiệt độ 26 độ thì cũng là tương đối khó đấy ạ. Cho nên là việc đo huyết áp nó có thể có rất nhiều sai số để chúng ta có thể ghi nhận được, đúng không nào? Do vậy chúng ta làm sao loại trừ được càng nhiều sai số, càng nhiều các yếu tố gây nhiễu thì chúng ta càng có được con số huyết áp đúng của bệnh nhân đó. Về cái dụng cụ đo ấy, thì chúng ta phải đảm bảo là cái bề dài cái bao đo lớn hơn 80% bề rộng, và bề rộng lớn hơn 40% chu vi cánh tay, và chúng ta phải bắt mạch cổ tay hoặc là mạch cánh tay trước khi chúng ta tiến hành đo huyết áp cho bệnh nhân. Thì vì cái hành vi này ấy, đôi khi sẽ bị bỏ qua đấy, và trong thực hành lâm sàng bây giờ tôi thấy khá nhiều trường hợp chúng ta đo huyết áp mà không hề bắt mạch cho bệnh nhân, cái đó nó sẽ làm sai số đi, bởi vì khi thời điểm mạch mất và thời điểm mạch nảy chạy lại nó rất quan trọng để chúng ta đánh giá là có tăng huyết áp hay không, tăng huyết áp tuần thu hay tăng huyết áp tuần trường, vân vân. Hoặc là vì sao nữa, vì chúng ta xả quá nhanh cái điểm mà bắt mạch của chúng ta nó cũng sẽ không đúng nữa, do vậy chút nữa nó sẽ đi qua một cái phần các cái cách để đo tiếp theo nữa, đó là cái việc cái bao đo của chúng ta ấy, mà nó quá to hoặc là quá nhỏ, ví dụ như là dùng bao đo của người lớn mà đo cho trẻ em kiểu như vậy, hoặc là một người lớn nhưng mà thể trạng người ta nhỏ mà chúng ta dùng cái bao đo mà chùm xuống cả cái cánh tay của người ta
cái chu hướng là cẳng tay thì nó sẽ không đem lại con số huyết áp như ý mà chúng ta mong muốn. Thứ hai nữa đó là chúng ta khi mà bao đo nó quá dài ấy, chúng ta đút cả cái ống nghe vào trong cái mạch chỗ mạch cánh tay của bệnh nhân để chúng ta nghe thì nó cũng sẽ đưa lại cái sai số. Thì đó là những cái chúng ta cần lưu ý. Thế thì cái đo lần đầu tiên thì chúng ta bắt buộc phải đo cả hai tay đó. Đặc biệt là vì sao? Đối với những bệnh nhân có bệnh động mạch ngoại vi chẳng hạn, ví dụ người ta hẹp động mạch cánh tay một bên hoặc là người ta hẹp cái động mạch dưới đòn một bên chẳng hạn, thì đo nó có thể chênh lệch nhau đấy. Thì ví dụ như thế, thì nếu mà những bệnh nhân mà chênh lệch nhau như vậy thì chúng ta phải sử dụng chỉ số huyết áp cao hơn đấy. Cái đấy là cái mà chúng ta sẽ phải bắt buộc phải lựa chọn, và chúng ta nên đo lại nhiều lần để chúng ta có được cái chỉ số đúng. Và nếu chúng ta nghi ngờ hạ huyết áp tư thế thì chúng ta phải đo. Nếu bệnh nhân đến với chúng ta vì hoa mắt chóng mặt, huyết áp tụt khi đứng, bình thường khi ngồi chẳng hạn, thì chúng ta phải đo cả khi đứng và khi ngồi đấy. Và sau khi bệnh nhân đã đứng ít nhất 2 phút thì chúng ta đo lại khi bệnh nhân đứng, thì đấy chúng sẽ giúp cho chúng ta chẩn đoán được à, đây bệnh nhân hạ huyết áp tư thế rồi. Cái việc đánh giá phép đo sẽ như thế này: sau khi chúng ta đo xong, chúng ta nên đo 3 lần và chúng ta lấy trung bình hai lần đo cuối. Và nếu kết quả chênh lệch đối với huyết áp tâm thu trên 10 mmHg hoặc là trên 6 mmHg đối với cả huyết áp tâm trương thì chúng ta cần thiết phải đo lại. Bệnh nhân sẽ nghỉ ngơi trong vòng 5-10 phút gì đó, chúng ta sẽ đo lại. Và chúng ta đo nhiều lần, có nghĩa là chúng ta đo ít nhất 2 lần cách nhau, có thể là gì? 1 tuần hoặc 4 tuần. Bởi vì nếu mà chỉ số huyết áp nó chênh lệch nhau nhiều, chúng ta cần thiết đánh giá lại bệnh nhân đó. Thì các cái lỗi cơ bản khi mà chúng ta đo huyết áp của bệnh nhân sẽ khá là thường xảy ra ấy, thì chúng ta sẽ gặp nhiều trong thực hành lâm sàng. Một là chúng ta có thể ví dụ trời lạnh quá, chúng ta sợ bệnh nhân cởi áo ra thì sẽ làm cho bệnh nhân lạnh chẳng hạn, người ta không sai. Thế nhưng tuy nhiên cái hành vi mà chúng ta đo qua áo của bệnh nhân thì chắc chắn là sai rồi. Áo quá dày sai, tất nhiên là người ta chỉ mặc một lớp áo mỏng thôi thì cũng gọi là tạm chấp nhận được. Nhưng nếu áo quá dày thì con số huyết áp nó sẽ sai, bởi vì cái điểm nghe được mạch nó sẽ rất là khó để đánh giá. Thứ hai là kích thước băng đo giống như tôi nói vừa nãy không phù hợp. Nó quá to hoặc nó quá nhỏ thì không thể nào có cho được con số phù hợp được. Bệnh nhân không phải là tư thế đứng hay tư thế ngồi, bệnh nhân lại đứng tay thì không đặt ngang cái mức mỏm tim chẳng hạn. Nó cũng làm cho con số huyết áp của chúng ta có thể hơi tụt một chút hoặc hơi cao một chút. Rồi cái xác định sự chênh lệch giữa chỉ số huyết áp giữa hai cánh tay cũng có thể là sai, đúng không ạ? Thì chúng ta nên chọn cái chỉ số cao hơn. Hoặc là bệnh nhân vẫn cứ thao thao bất tuyệt vì căng thẳng quá, người ta sẽ sinh ra nói nhiều. Người ta nói liên tục trong quá trình chúng ta đo thì con số huyết áp có vẻ nó sẽ cao lên và chúng ta sẽ không có được con số huyết áp như mong muốn. Và chúng ta nếu chúng ta không đo huyết áp kế, đo huyết áp kế mà chúng ta không bắt mạch quay thì cũng rất khó để chúng ta đánh giá được cái điểm đó. Xả trong băng đo quá nhanh đấy, nhưng tôi vừa nói rồi, quá nhanh chúng ta đánh giá không thể nào mà đánh giá sai số được đến 5 mm thủy ngân. Nhưng nếu chúng ta sai số trong khi xả ấy, thì chúng ta không thể nào biết được à, cái điểm này là điểm mất mạch, điểm này là điểm có mạch trở lại. Thì như vậy là chúng ta sẽ rơi vào cái hoàn cảnh là chúng ta có thể đánh giá chênh nhau độ 5-10 mm thủy ngân. Trong trường hợp đó chúng ta lưu ý là thế này: cái việc huyết áp của người ta ấy, chúng ta chẩn đoán là tăng huyết áp ở một giá trị nhất định là 140 trên 90 mét thủy ngân, cái đấy rất rõ ràng bao nhiêu năm nay rồi. Cho nên chúng ta thấy là chỉ cần chênh độ khoảng 30 mét thủy ngân, 20 mét thủy ngân, 50 mét thủy ngân là nó đã khác nhau rồi, nó đã khác nhau hẳn cái công việc chẩn đoán cho bệnh nhân đó. Rồi là trước khi chúng ta đo lại thì chúng ta chưa xả hết, chúng ta đã bơm lên luôn để đo lần sau, xong rồi chúng ta quá vội vàng. Tôi hiểu là có những hoàn cảnh chúng ta quá vội, bệnh nhân quá đông, thế tuy nhiên những cái hành động như vậy nó sẽ làm cho cái việc đo huyết áp của chúng ta không đưa lại con số chính xác. Đây, cái việc tròn làm tròn số đo trên 20 mmHg thủy ngân đấy là không đạt yêu cầu, không hợp cách. Và thứ tiếp theo nữa đó là chỉ đo huyết áp có một lần. Thì đấy là những cái lỗi mà chúng ta hay gặp khi mà chúng ta đo huyết áp cho bệnh nhân. Chúng ta biết là cái gánh nặng về việc khám bệnh chữa bệnh hiện tại là rất lớn, chúng ta có rất nhiều bệnh nhân. Thế tuy nhiên việc xác định bệnh nhân
tăng huyết áp hay không để bắt đầu phác đồ điều trị cho bệnh nhân là vô cùng quan trọng. Bởi vì giữa uống thuốc và không uống thuốc là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau, và nó khác nhau đến tiên lượng cho bệnh nhân sau này. Do vậy, các lỗi cơ bản này chúng ta không nên mắc phải trong thực hành lâm sàng. Tiếp theo đó là đo huyết áp bên ngoài phòng khám thì sao? Đấy, chúng ta thấy là huyết áp mà đo tại ngoài phòng khám mà cái mức là trên 140 trên 90 mmHg thủy ngân, hoặc là thì bệnh nhân cần thiết phải đo huyết áp tại nhà. Đó, có thể là gì? Có thể là bệnh nhân tự đo bằng cái thiết bị, bây giờ chúng ta có cái thiết bị đo huyết áp tại nhà điện tử đấy, chúng ta bệnh nhân hoàn toàn có thể tự đo, ấn nút một cái là chúng ta có chỉ số huyết áp rồi. Thế thì có một số cái đây chúng ta tôi lưu ý các bạn đồng nghiệp, đó là gì? Ở đây có rất nhiều các cái thiết bị quảng cáo là người ta đo huyết áp ở đầu cánh tay, à đầu cái ngón tay. Thứ hai là ở cổ tay. Thì đây là hai cái dụng cụ không được khuyến cáo trong các cái dụng cụ để đo huyết áp, và nó đem lại con số sai lệch rất nhiều so với huyết áp thực tế của bệnh nhân. Rồi các cái thiết bị không xâm lấn để đo huyết áp cho bệnh nhân thì hiện tại tôi cũng đi dự một số các cái hội nghị ở quốc tế về câu chuyện kiểm soát huyết áp, hiện tại người ta chưa khuyến cáo, các cái đó nó được nằm trong nghiên cứu mà thôi chứ nó chưa được khuyến cáo để sử dụng trong việc theo dõi huyết áp cho bệnh nhân đâu. Thì chúng ta cũng chưa nên, tôi không nói là không nên, bởi vì sau này chúng ta có cái thiết bị đủ mạnh đủ tin cậy thì ta sẽ tính sau, còn đối với cả công nghệ hiện tại chúng ta chưa thể thu được các kết quả đáng tin cậy trong việc đo huyết áp cho bệnh nhân đâu. Nên là khuyến cáo các bạn đồng nghiệp như vậy. Chúng ta vẫn hay khuyên bệnh nhân là đo huyết áp vào buổi sáng rồi như thế nào đó, đúng không ạ? Trước khi ăn, sau khi ăn, thế vì người ta khuyến cáo luôn. Đó là gì? Nếu đo huyết áp vào buổi sáng thì phải đo trước khi ăn và trước khi uống thuốc, hoặc là sau 5 phút ngồi nghỉ ngơi chúng ta đo huyết áp cho bệnh nhân thì chúng ta mới có thể có được cái con số huyết áp thực sự của bệnh nhân. Và nếu buổi tối thì chúng ta sẽ đo trước khi đi ngủ và sau khi đã nghỉ ngơi và sau khi uống thuốc, hoặc là sau 5 phút ngồi nghỉ ngơi. Thì đây là những cái mà rất quan trọng vì thời điểm đo nó có thể ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả đo của chúng ta. Và chúng ta đo 2 lần liên tiếp cách nhau 1 phút. Đó. Thì đấy là trên đây là những cái đo huyết áp ngoài phòng khám của bệnh nhân, thì chúng ta có thể hướng dẫn cho bệnh nhân các cái cách tiến hành. Thế thì cái quy trình đo huyết áp thế nào là đúng? Đây ta sẽ đi qua một số quy trình, bởi vì cái việc tăng huyết áp đo huyết áp cho bệnh nhân rất quan trọng như việc chẩn đoán tăng huyết áp. Do vậy tôi rất nhấn mạnh vào cái quá trình này. Chúng ta sẽ để cho bệnh nhân nghỉ ngơi 5 đến 10 phút trước khi đo, và chắc chắn là không được cà phê, thuốc lá, bia rượu trước đó 2 tiếng đồng hồ. Chúng ta lưu ý giống như tôi vừa đưa một cái ví dụ như trước ấy, bệnh nhân vừa mới làm một bữa tưng bừng ăn mừng buổi trưa cho đến 12 giờ trưa thì 1 giờ xong vào cho chúng ta 1:30 bắt đầu đo huyết áp, thì khi đó các cái chất kích thích kia nó sẽ làm cho con số huyết áp của bệnh nhân nó không còn đúng với cả thực tế nữa, thì như vậy nó sẽ làm sai lệch cái kết quả đo của chúng ta. Thế tư thế chuẩn của bệnh nhân là như thế nào? Người được đo huyết áp thì ngồi vào ghế tựa, cánh tay duỗi để trên bàn, nếp khuỷu ngang với mức tim để chúng ta có được cái chỉ số gọi là zero, và dùng bao đo huyết áp phù hợp với kích thước cánh tay, đúng lệ giống như là tôi vừa nói các bạn trước, và quấn băng đủ chặt giữa cánh tay và trên động mạch cánh tay, và bờ dưới của bao đo thì nên cách cái nếp lần khuỷu khoảng 2 cm để chúng ta có thể nghe bằng cái ống nghe ở cái điểm đó, đấy là cái điểm động mạch cánh tay. Bởi vì nếu chúng ta nó vượt quá đi, chúng ta lại bị đút cái ống nghe của chúng ta vào cái động mạch cánh tay để nghe, nó lại sai số tiếp. Thì như vậy ở đây là chúng ta thấy chúng ta có khá nhiều các cái điểm chúng ta cần lưu ý khi mà chúng ta đo huyết áp cho bệnh nhân. Nếu như chúng ta sử dụng cái máy đo huyết áp tay bình thường ấy, thì chúng ta đặt ống nghe trên cái động mạch cánh tay và bắt mạch quay. Đấy. Thì chúng ta cái quy trình này tôi nghĩ là chúng ta cũng không còn gì xa lạ nữa cả, chúng ta đã thực hành hàng nghìn lần rồi. Cái việc xả hơi với cái tốc độ khoảng 2 cho đến 3 mm thủy ngân mỗi cái nhịp đập của bệnh nhân, thì cái đó chúng ta thấy là
cái tốc độ xả này nó rất quan trọng. Tốc độ xả của chúng ta quá nhanh thì chắc chắn là chúng ta không thể nào mà đi đi đo chính xác được từng mm thủy ngân được, mà sai số nó sẽ xuất hiện khi chúng ta làm tròn 20 mm thủy ngân. Do vậy cái việc mà chúng ta xác định được cái lúc xuất hiện tiếng đập đầu tiên và lúc mất hẳn tiếng đập là hai cái thời điểm rất quan trọng để chẩn đoán huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương, thì chúng ta phải xả thận chậm. Để có được cái đó chúng ta phải xả thận chậm, chứ nếu chúng ta xả nhanh thì cái thời điểm nó có thể chênh nhau vài mm thủy ngân sẽ khiến cho con số huyết áp của chúng ta đo được sai, và đặc biệt là không nói chuyện khi mà đo huyết áp cho bệnh nhân. Lưu ý, bởi vì nếu mà chúng ta nói chuyện sẽ làm huyết áp của bệnh nhân tăng một chút. Thế thì đây, cái thái độ khi mà chúng ta đo huyết áp xong cho bệnh nhân thì sẽ như thế này. Nếu mà cái mức là dưới 130 trên 85 mét thủy ngân thì chúng ta có thể kiểm tra lại trong vòng 2 năm. Thế còn từ 130 đến 139 cho đến 85 đến 89 mét thủy ngân thì chúng ta kiểm tra lại trong vòng 1 năm. Nếu nhưng mà từ 140 đến 159 trên 90 đến 99 thì chúng ta phải khẳng định lại trong vòng 2 tháng. Và nếu xin lỗi, nếu từ 160 đến 179 trên 100 đến 109 thì chúng ta phải đánh giá và điều trị trong vòng 1 tháng. Và nếu trên 180 trên 110 mét thủy ngân chúng ta phải lập tức điều trị ngay. Và tùy tình hình lâm sàng chúng ta phải có một phác đồ điều trị càng sớm càng tốt đối với những bệnh nhân này. Đây là các cái thái độ khi mà chúng ta đo huyết áp lần đầu cho bệnh nhân để chúng ta có một cái nhìn tổng thể với cái từng mức huyết áp một. Thế thì các cái ngưỡng chẩn đoán tăng huyết áp đối với từng cách đo khác nhau thì nó cũng khác nhau. Chúng ta không phải lúc nào đo là 130 trên 80 mm thủy ngân nó cũng là bình thường. Nó tùy vào lúc bệnh nhân thức hay lúc bệnh nhân ngủ, nó vào ban ngày hay ban đêm, và cái hình thức đo của chúng ta là như thế nào. Thì đây tôi sẽ đưa ra một số các cái chúng ta cần lưu ý. Đó là nếu tại phòng khám, huyết áp do nhân viên y tế đo tại phòng khám trên 140 mm thủy ngân, trên 90 mm thủy ngân thì được chẩn đoán là tăng huyết áp. Bạn lưu ý, đây là con số kinh điển, ai cũng nhớ, ai cũng biết. Thế nhưng đối với việc bệnh nhân tự theo dõi huyết áp tại nhà, nó tự đo thì với cái mức là trên 135 trên 85 mm thủy ngân chúng ta đã chẩn đoán là tăng huyết áp rồi, chứ không còn là cái mức 140 trên 90 mm thủy ngân nữa. Thì ở đây chúng ta lưu ý. Còn đối với cả bệnh nhân mà hôn tơ huyết áp, có nghĩa là gì? Người ta gọi là đo huyết áp lưu động 24 giờ ấy. Ban ngày có khi bệnh nhân thức hoạt động mà huyết áp là trên 135 trên 85 mm thủy ngân thì là tăng huyết áp. Còn ban đêm sau khi ngủ, khi ngủ thì cái máy đo huyết áp lưu động nó vẫn đo, mà trên 120 trên 70 mm thủy ngân thì đã là tăng huyết áp rồi, đó là tăng huyết áp ban đêm. Thế thì ở đây chúng ta thấy một cái sự khác biệt giữa thời điểm đo, cách đo và trạng thái sinh lý của bệnh nhân khi mà chúng ta đo được cái con số huyết áp đó. Nếu mà ngủ, chúng ta thấy là huyết áp 120 trên 70 mm thủy ngân thì chúng ta thấy gọi là con số ước mơ. Thế tuy nhiên đấy là khi thức thôi, chứ còn khi ngủ mà vẫn là 120 trên 80 mm thủy ngân thì là hỏng rồi, lúc đó lại là tăng huyết áp mất rồi. Thì chúng ta lưu ý cái điểm này. Đây là các cái ngưỡng chẩn đoán khác nhau bằng các cái phương pháp chẩn đoán khác nhau. Thì ở đây chúng ta tùy chúng ta thôi, chúng ta có thể phát hiện bằng bất kỳ phương pháp nào, thì có thể chúng ta có cái ngưỡng như thế này chúng ta sẽ có bệnh nhân tăng huyết áp đó. Thế sau khi khám bệnh nhân xong thì chúng ta phải đánh giá bệnh nhân tăng huyết áp. Việc đầu tiên chúng ta phải xem đánh giá bệnh nhân tăng huyết áp rốt cuộc ở đây làm cái gì, thì chúng ta sẽ gì? Tìm ra nguyên nhân bệnh nhân. Nếu mà chúng ta có, chúng ta thấy là có một tỷ lệ rất lớn những bệnh nhân mà chúng ta chả tìm được nguyên nhân gì cả, nó chiếm 90 95%. Thế tuy nhiên có 5% đến 7 đến 10% bệnh nhân có thể có nguyên nhân tăng huyết áp. Vì chúng ta hiểu là nếu như có nguyên nhân thì chúng ta thì tăng huyết áp nó chỉ là một triệu chứng của cái nguyên nhân đó thôi, và chúng ta giải quyết được nguyên nhân thì bệnh nhân sẽ không phải chịu cái nặng của uống thuốc áp nữa. Nên việc tìm hiểu nguyên nhân là rất quan trọng.
Việc thứ hai, chúng ta phải đánh giá các cái biến chứng. Biến chứng ở đây là gì? Đó là tổn thương các cái cơ quan đích. Chút nữa ta sẽ xem cơ quan đích là cái gì. Và đánh giá các cái yếu tố nguy cơ tim mạch hoặc là các cái rối loạn khác để chúng ta có cái thái độ điều trị đúng và chúng ta phân tầng nguy cơ được cho bệnh nhân, giúp cho chúng ta xây dựng chiến lược điều trị và tiên lượng cho các bệnh nhân đó. Nên do vậy cái việc đánh giá bệnh nhân tăng huyết áp sẽ là rất quan trọng để chúng ta có một cái lộ trình cụ thể, chúng ta tưởng tượng được cái con đường đi của bệnh nhân tăng huyết áp sau này và chúng ta nắm được trong tay quy trình của bệnh nhân. Cái việc khám thực thể đối với bệnh nhân tăng huyết áp thì việc đầu tiên chúng ta cần làm là chúng ta phải đo được huyết áp. Và nếu như mà chúng ta có những trường hợp nghi ngờ nào đó thì chúng ta cần thiết phải đo huyết áp tứ chi hoặc là đo huyết áp tất cả các tư thế từ đứng, ngồi, nằm, vân vân. Thì đấy là những cái có thể giúp cho chúng ta có được con số huyết áp đúng của bệnh nhân. Chúng ta khám toàn trạng là chú ý chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI. Thì cái này là cái không thể nào không làm được đối với cả bệnh nhân tăng huyết áp. Nhưng cái chúng ta hay quên đó là gì? Đối với bệnh nhân tăng huyết áp, chúng ta hay quên đánh giá cái đáy mắt của bệnh nhân. Vì một trong những cái tổn thương cơ quan đích của những bệnh nhân tăng huyết áp đó là gì? Đó là tổn thương đáy mắt. Đó, thế thì những cái này chúng ta lưu ý, chúng ta tránh bỏ qua. Khi thăm khám hệ tim mạch thì chúng ta lưu ý các cái tiếng thổi ở tim. Tiếng thổi ở mạch lớn là những cái mạch chủ có hay không, mạch chủ, mạch thận, vân vân, thì có hẹp eo động mạch chủ hay không thì chúng ta sẽ nghe được tiếng thổi rất lớn. Các cái biến cố ở tim mạch, ví dụ nhịp tim có vấn đề gì hay không, có dấu hiệu suy tim hay không, có cái dấu hiệu của cái bệnh lý phì đại cơ tim hay không. Đối với cả khám bụng thì chúng ta lưu ý tiếng thổi ở động mạch chủ bụng, có thể tiếng thổi ở động mạch thận, các bệnh nhân hẹp động mạch thận chẳng hạn, có thận to hay không, hay là có các cái khối bất thường trong bụng hay không. Thì đó là cái mà chúng ta cần thiết để đánh giá khi chúng ta khám những bệnh nhân tăng huyết áp, tránh bị bỏ qua. Theo tôi là chúng ta nên làm từng bước để chúng ta tránh bị bỏ qua các cái tổn thương của bệnh nhân, hoặc là đôi khi chỉ bằng động tác khám thôi chúng ta cũng có thể mường tượng được ra cái nguyên nhân của bệnh nhân tăng huyết áp. Về mặt khai thác bệnh sử và tiền sử của bệnh nhân thì chúng ta thấy là chúng ta cũng nên khai thác tiền sử bệnh nhân được chẩn đoán tăng huyết áp từ bao giờ, rồi thời gian bệnh nhân bị tăng huyết áp là bao nhiêu năm, rồi mức độ tăng huyết áp của bệnh nhân là gì, một độ hai độ ba, rồi các thuốc bệnh nhân đang sử dụng để hạ áp là gì. Thì cái đó nó sẽ giúp cho chúng ta đánh giá được cái tiến triển của bệnh nhân tăng huyết áp. Rồi là sau khi sử dụng các thuốc hạ áp thì cái bệnh nhân đấy đáp ứng như thế nào, mức độ huyết áp bình thường ở nhà là bao nhiêu, đấy gọi là cái huyết áp nền mà chúng ta cần phải khai thác. Bởi vì dựa vào cái huyết áp nền này chúng ta mới nắm được các cái bước để chúng ta điều trị hạ áp tiếp theo cho bệnh nhân. Thì đến phần điều trị thì chúng ta sẽ nói về câu chuyện này. Về phần tiền sử các cái bệnh lý tim mạch thì chúng ta cần phải khai thác như là suy tim, tai biến mạch não trước đó có hay không, các cái bệnh lý mạch máu ngoại vi, rồi bệnh thận, bệnh tiểu đường, rồi rối loạn lipid máu. Thì đó là những cái yếu tố nguy cơ mà chúng ta phải đánh giá những bệnh nhân này. Kèm theo chúng ta nên hỏi các cái thói quen của bệnh nhân, lối sống như là hút thuốc lá hay không, uống rượu không, rồi hay ăn mặn có hay không, hoặc có béo phì hay không, rồi các cái tiền sử gia đình về tăng huyết áp và các bệnh lý tim mạch, bố mẹ, anh chị em, ông bà, vân vân. Thì chúng ta cần phải hỏi xem là có bệnh lý tim mạch gì hay không, để có tăng huyết áp hay không, có ai bị đột tử hay không, có ai phát hiện tăng huyết áp khi trẻ hay không. Đó là những cái chúng ta cần khai thác những bệnh nhân tăng huyết áp khi mà khai thác về bệnh sử. Thế thì các cái thăm dò cận lâm sàng chúng ta cần phải đánh giá ở những bệnh nhân này là gì. Chúng ta chắc chắn là những cái xét nghiệm thường quy chúng ta không thể bỏ qua được, đó là gì, đó là phân tích nước tiểu, đó là công thức máu, đó là sinh hóa máu, thì chúng ta cần biết điện giải đồ, rồi glucose khi đói như thế nào, rồi cholesterol ra làm sao, và chúng ta phải có cái điện tâm đồ 12 chuyển đạo để chúng ta đánh giá xem là bệnh nhân có giày thận trái hay không, cụm lớp thất hay không, vân vân, rồi có các cái biểu hiện khác của rối loạn nhịp hay không, quan trọng để chúng ta đánh giá bệnh nhân tăng huyết áp. Rồi nếu như chúng ta có nghi ngờ bệnh nhân này tăng huyết áp, thì tăng huyết áp 200 và tăng liên tục thuốc huyết áp thì chả thể kiểm soát nổi,
thì chúng ta nên đánh giá xem là bệnh nhân có các cái rối loạn gì về nội tiết hay không. Còn chúng ta nên đánh giá chức năng thận, ví dụ creatinine máu, protein niệu, vân vân, rồi là nồng độ renin, catecholamine khi mà có các cái tăng huyết áp kịch phát mà không kiểm soát được bằng thuốc. Chúng ta nên đánh giá thêm siêu âm tim để đánh giá khối lượng cơ thất trái hoặc chức năng thất trái, hoặc là các cái biến cố tim mạch khác có thể có ở bệnh nhân tăng huyết áp lâu ngày. Đấy, để chúng ta thấy là đối với những bệnh nhân tăng huyết áp thì các cái thăm dò chúng ta cần làm là như vậy. Thế thì chúng ta thấy là các cái thăm dò thường quy để chẩn đoán tăng huyết áp cho bệnh nhân, trong đó thì chúng ta thấy là đối với cả những trường hợp mà tăng huyết áp của chúng ta chẩn đoán được ấy, thì có đến 95% là tăng huyết áp tiên phát hay tăng huyết áp nguyên phát, hoặc còn gọi là tăng huyết áp không rõ căn nguyên. Đây là chiếm số lượng rất lớn. Thế còn những trường hợp tăng huyết áp thứ phát ấy, chỉ chiếm 5%, thì hay xuất hiện ở những người, thứ nhất là tuổi trẻ hoặc là già quá, tự nhiên trên 60 tuổi lại phát hiện tăng huyết áp như trước đây bình thường, rõ ràng nó phải có một cái gì đó bất thường. Rồi là tăng huyết áp mà không thể khống chế được bằng thuốc, hoặc là tăng huyết áp tiến triển rất nhanh, tăng huyết áp ác tính, hoặc là có các biểu hiện của cơ quan khác có thể nguyên nhân tăng huyết áp, ví dụ bệnh nhân có cường giáp hay không, bệnh nhân có cường thượng thận hay không, vân vân. Vì đấy là những cái mà chúng ta cần thiết để chẩn đoán bệnh nhân tăng huyết áp. Và trong số 5% bệnh nhân tăng nguyên nhân tăng gây ra tăng huyết áp cho bệnh nhân, thì chúng ta có vô vàn các nguyên nhân mà chúng ta cần phải làm chẩn đoán loại trừ trước khi chúng ta bắt tay vào điều trị tăng huyết áp cho bệnh nhân. Các bệnh lý về thận như là viêm cầu thận này, sỏi thận này, hẹp động mạch thận này, các bệnh lý về nội tiết như là u tùy thượng thận này, rồi là cường aldosterone, cường giáp, Cushing, các cái bệnh lý về hệ tim mạch như là hở van động mạch chủ, rồi hẹp eo động mạch chủ, rồi là hẹp xơ vữa động mạch chủ bộ, vân vân, rồi bệnh vô mạch như là Takayasu viêm mạch đấy, hoặc là do dùng thuốc, ví dụ như bệnh nhân dùng cam thảo kéo dài lâu ngày, dùng các cái thuốc cường alpha giao cảm. Ngày xưa chúng ta có cái thuốc, tôi nhớ không nhầm thì tên là sulfadiazin thì phải, là cái thuốc cường alpha giao cảm, thuốc nhỏ mũi mà khi mà chúng ta bị tịt mũi thì chúng ta hay nhỏ, thì đó nhỏ lâu ngày thì hoàn toàn có thể gây ra tăng huyết áp đấy. Rồi sử dụng thuốc đánh chai, nó sẽ làm thay đổi cái nội tiết tố trong cơ thể của phụ nữ, có thể gây ra tăng huyết áp. Rồi một số những trường hợp khác như là bệnh nhân tiền sản giật, rối loạn thần kinh cũng có thể gây ra tăng huyết áp cho bệnh nhân. Thì đây, mặc dù chúng ta thấy là kể một loạt rất là nhiều, tuy nhiên nó chỉ chiếm khoảng 5% số bệnh nhân tăng huyết áp mà thôi. Do vậy, tuy là 5% thôi ạ, nhưng mà cái số lượng bệnh nhân tăng huyết áp chúng ta thấy là rất là lớn. Cho nên là chúng ta chẩn đoán được nguyên nhân và chúng ta loại trừ nguyên nhân cho bệnh nhân, thì bệnh nhân sẽ không phải dùng các cái thuốc hạ áp nữa. Thì cái việc chẩn đoán nguyên nhân nó quan trọng ở cái điểm đó. Sau khi mà chúng ta đã khám cho bệnh nhân, thăm dò các yếu tố nguy cơ cho bệnh nhân, làm các xét nghiệm cho bệnh nhân rồi, thì chúng ta có thể tiến hành phân tầng nguy cơ cho bệnh nhân tăng huyết áp. Đây là một cái bước vô cùng quan trọng. Nó giúp cho chúng ta hoạch định chiến lược điều trị cho bệnh nhân tăng huyết áp một cách tối ưu, làm sao để giảm thiểu các cái tổn thương cơ quan đích của bệnh nhân tăng huyết áp, mà lại đưa bệnh nhân về một cái hoạt động sống bình thường. Thì cái việc phân tầng nguy cơ cho bệnh nhân nó sẽ dựa vào các yếu tố nguy cơ mà bệnh nhân có và tổn thương cơ quan đích ở cái thời điểm khám mà bệnh nhân đã mắc. Thì dựa vào đó chúng ta có các cái phân tầng nguy cơ. Ở đây chúng ta lưu ý, thứ nhất, có nhiều cái cách phân loại nên tôi có tổng hợp lại ở đây. Chúng ta có các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được và có những yếu tố nguy cơ không thể thay đổi được. Thì chúng ta xem như hút thuốc lá, nó là một thói quen có thể thay đổi được, đúng không ạ? Rối loạn lipid máu, đó là một trong những cái bệnh lý rối loạn chuyển hóa. Đái tháo đường cũng tương tự như vậy. Sẽ có câu hỏi là rốt cuộc có thay đổi được hay không? Câu trả lời luôn đó là có bằng cách gì, đó là gì, kiểm soát các yếu tố nguy cơ được hay không, đó là việc điều trị. Rồi tuổi 60, trên 60 thì chắc chắn là không thể thay đổi được rồi, đúng không ạ?
từ giới giới cũng không thể thay đổi được, tiền sử gia đình cũng không thể thay đổi được, thì đó là những cái mà chúng ta phải lưu ý. Thế thì tất nhiên còn nhiều yếu tố nguy cơ khác nữa, tuy nhiên tôi cứ tóm tắt lại như vậy. Thế thì các cái tổn thương cơ quan đích mà chúng ta gặp ở bệnh nhân tăng huyết áp, chúng ta có thể gặp đó là gì? Thứ nhất là tổn thương cơ quan đích trên tim, tim mạch. Đó là gì? Tổn thương cấp tính, có thể có phù cấp, có nhồi máu cơ tim cấp. Đây là một cái khá là nguy hiểm đúng không ạ? Có thể chết người. Mạn tính có thể gây ra dày thất trái, suy tim, rồi các cái suy tim, suy mạch vành. Tổn thương não thì tổn thương phần cấp thì có gì? Tai biến mạch não như xuất huyết não, tắc mạch não, tai biến mạch não thoáng qua, rồi bệnh não do tăng huyết áp. Rồi tổn thương mạn tính cũng có thể là gì? Là tai biến mạch não thoáng qua, hoặc là các cái tai biến mạch não nó có là di chứng. Các cái bệnh lý về thận như là đái ra protein, protein niệu, chúng ta có thể làm xét nghiệm microalbumin niệu, MAU, rồi đái ra máu, suy thận, là những cái biến cố rất nặng nề đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là một khi đã xuất hiện các cái biến cố ở tổn thương cơ quan đích thì công việc điều trị nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Ở mắt thì giống như tôi nói trong phần triệu chứng của bệnh nhân, thì chúng ta phải soi đáy mắt thì chúng ta sẽ thấy những cái dấu hiệu như là những dấu hiệu Salus Wund chẳng hạn, đó là dấu hiệu bắt chéo động mạch tĩnh mạch. Rồi là nặng hơn nữa, chúng ta có thể thấy xuất huyết, xuất tiết võng mạc hoặc là phù gai thị. Có những bệnh nhân đến khám tăng huyết áp nhưng mà đến không phải là đến khám phát hiện tăng huyết áp nhưng mà không phải là do đến khoa tim mạch mà là do mắt chả nhìn thấy gì nữa cả, đến khám khoa mắt thì phát hiện huyết áp cao vống lên, tràn máu đầy trong dịch kính. Thì đó là cái mà chúng ta vẫn phải phối hợp với cả chuyên khoa mắt để điều trị bệnh nhân tăng huyết áp và kèm theo các biến cố ở đáy mắt là gì các bạn. Rồi bệnh động mạch ngoại vi, đó là gì? Đó là các cái bệnh lý về mạch ngoại vi, rồi là PAD, hoặc thậm chí có thể lóc tách động mạch chủ, đó là những cái về giãn động mạch chủ vân vân. Thì đấy là những cái biến cố rất là nặng nề cho những bệnh nhân sau này, rất nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong. Thế thì đây là một cái slide để chúng ta thấy là tổn thương các cơ quan đích của bệnh nhân có thể là gì. Đó là trên não, trên hệ võng mạc, đáy mắt của bệnh nhân, mạch ngoại vi, trên tim mạch, trên chính quả tim, rồi là ở bệnh nhân ở thận. Đây là các cái tổn thương cơ quan đích ở những bệnh nhân đó. Vậy thì dựa theo cái mức độ tổn thương cơ quan đích và cái mức độ tăng huyết áp ở bệnh nhân cũng như là các cái yếu tố nguy cơ tim mạch thì người ta đánh giá việc phân tầng nguy cơ tim mạch sau đây. Đấy. Theo nguy cơ thấp, nguy cơ vừa, nguy cơ cao. Ở đây cái bảng này có lẽ là chúng ta sẽ thấy cái bảng nó khá là rắc rối. Thế tuy nhiên chúng ta sẽ phải tiếp xúc nhiều lần. Do vậy, chúng ta nên biết đến cái bảng này. Đó là bảng phân tầng nguy cơ tim mạch ở những bệnh nhân tăng huyết áp. Thế thì về tôi cũng không yêu cầu các bạn phải nhớ cái này, bởi vì thực ra chúng ta chỉ cần có gì ạ? Có wifi, có 3G. Chúng ta chỉ cần search trên mạng là ra ngay là bệnh nhân này sẽ ứng vào cái mức nào. Cái này nó không còn gì xa lạ với chúng ta cả. Ví dụ bệnh nhân có một đến hai yếu tố nguy cơ đúng không ạ? Và mức độ huyết áp độ 1 thì là nguy cơ trung bình, độ 2 thì nguy cơ trung bình cao và độ 3 là nguy cơ cao. Thì ở đây ta thấy là nguy cơ cao đó là gì? Huyết áp độ 3 và không có yếu tố nguy cơ nào cả thì cũng là nguy cơ cao rồi. Còn đối với những đối tượng nguy cơ rất cao, ở đây chúng ta thấy thứ nhất là có tổn thương cơ quan đích. Đấy, có bệnh thận mạn giai đoạn 3 hoặc là tiểu đường mà tăng huyết áp độ 3 thì là nguy cơ cao và rất cao. Thế còn nguy cơ rất cao đó là gì? Có bệnh lý tim mạch có triệu chứng, có bệnh thận mạn giai đoạn từ giai đoạn 4 trở lên, hoặc là tiểu đường, hoặc là các cái yếu tố nguy cơ khác thì nguy cơ rất cao. Và đối với những trường hợp nguy cơ rất cao thì bắt đầu điều trị ngay để làm giảm tiến triển của tổn thương cơ quan đích, đây là nguyên tắc. Thế thì dựa vào cái bảng phân tầng nguy cơ này thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ cần thiết phải có cái lộ trình thích hợp. Bảng phân tầng nguy cơ nó sẽ tương ứng với việc chúng ta cũng có lộ trình thích hợp cho các bệnh nhân. Thì đây chúng ta thấy là đối với cả những trường hợp mà tăng huyết áp độ 1, kể cả
có đến hơn 3 yếu tố nguy cơ thì chúng ta vẫn có thể điều trị không dùng thuốc. Thế nhưng khi đã có tổn thương cơ quan đích đấy, hoặc là chúng ta có bệnh thận mạn giai đoạn 3 hoặc tiểu đường, hoặc là bệnh lý tim mạch có triệu chứng vân vân, thì chúng ta bên cạnh việc thay đổi lối sống, chúng ta bắt buộc phải dùng thuốc cho bệnh nhân. Đó. Thế còn đối với trường hợp tăng huyết áp độ 2 mà có trên 3 yếu tố nguy cơ thì chúng ta bắt đầu câu chuyện phải dùng thuốc rồi. Còn tăng huyết áp độ 3 thì ngay lập tức chúng ta phải dùng thuốc ngay cho bệnh nhân, không nói nhiều, không bàn luận. Thế thì cái việc mà chúng ta phải xây dựng cho bệnh nhân đó là gì? Đó là những trường hợp tăng huyết áp độ 1 mà lại thứ nhất là không có yếu tố nguy cơ, thứ hai có 1 đến 2, thứ ba là 3 yếu tố nguy cơ. Và cái nhóm gì? Tăng huyết áp độ 2 không có yếu tố nguy cơ hoặc là chỉ có 1 đến 2 yếu tố nguy cơ mà thôi, thì cái việc chúng ta phải điều trị không dùng thuốc cho bệnh nhân, và chúng ta sẽ cân nhắc dùng thuốc sau cái thời gian bệnh nhân thay đổi mà có đáp ứng hay không. Thế như vậy là cái việc phân tầng nguy cơ nó sẽ có lợi để cho chúng ta phân loại bệnh nhân, đó là gì, nhóm nào thì bắt buộc phải dùng thuốc ngay, nhóm nào có thể gọi là điều trị không dùng thuốc trước và sau đó thì sẽ dùng thuốc, và nhóm nào là chúng ta gì cả thay đổi lối sống và cả dùng thuốc. Thì đấy là ba cái mà chúng ta bắt buộc phải nhận biết được sau khi mà chúng ta đã nghiên cứu qua cái tình trạng tăng huyết áp cho bệnh nhân. Đối với cho nên mới nói là tăng huyết áp là người ta phải cá thể hóa điều trị, là vì như vậy mỗi người có những yếu tố nguy cơ riêng, có cái bệnh lý riêng của mình và cái độ huyết áp khác nhau. Thế như vậy là cái việc bệnh nhân nào rơi vào ô nào trong cái phân độ này thì chúng ta sẽ có những cái liệu trình phù hợp cho những bệnh nhân đó, thậm chí là có các thuốc phù hợp với cả cái nhóm bệnh nhân đó. Thế thì việc cái phân tầng nguy cơ cho các cái nhóm bệnh nhân tăng huyết áp nó sẽ chia thành ba nhóm. Nhóm A là cái nhóm tăng huyết áp nhẹ hoặc là tăng huyết áp mà không có tổn thương cơ quan đích. Đó. Hoặc là không có các nguy cơ về bệnh mạch vành hoặc là các biểu hiện bệnh tim mạch khác. Còn nhóm B là tăng huyết áp mà chưa có tổn thương cơ quan đích và không có bệnh tim mạch kèm theo, nhưng mà lại có ít nhất một yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch nhưng mà không phải tiểu đường. Còn nhóm C là cái nhóm trầm trọng, đúng không? Có bệnh tim mạch kèm theo, hoặc là có tổn thương cơ quan đích hoặc là tiểu đường, hoặc là có thể có các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch. Thì đó là ba cái nhóm trong phân tầng nguy cơ cho bệnh nhân tăng huyết áp. Và sau khi phân tầng nguy cơ xong thì chúng ta mới xây dựng chiến lược điều trị cho bệnh nhân tăng huyết áp là như thế nào. Thế thì việc điều trị của bệnh nhân thì việc đầu tiên là chúng ta phải giúp cho bệnh nhân đạt được con số huyết áp mục tiêu. Đó. Việc thứ hai đó là chúng ta phải hướng đến cái con số huyết áp tối ưu cho bệnh nhân đó. Bởi vì một khi chúng ta điều trị số đông thì chúng ta hãy hướng đến con số huyết áp mục tiêu. Nhưng chúng ta đã điều trị cá thể hóa thì chúng ta phải hướng đến con số huyết áp tối ưu. Đấy là hai cái luận điểm mà chúng ta phải rạch ròi ở đây. Điều trị cho cộng đồng thì chúng ta phải tăng cái tỷ lệ đạt bệnh nhân có đạt được huyết áp mục tiêu, còn điều trị cho cá nhân riêng lẻ cá thể hóa thì chúng ta tăng cái tỷ lệ đạt được con số huyết áp tối ưu cho bệnh nhân. Thế thì đối với cả việc điều trị tăng huyết áp thì người ta có những cái khuyến cáo đối với cả những cái mức độ tăng huyết áp khác nhau. Ví dụ tăng huyết áp bình thường thì rõ ràng chúng ta phải theo dõi điều trị hàng năm. Chúng ta thấy là đối với tất cả các cán bộ công nhân viên chúng ta, thậm chí làm trong ngành y là 6 tháng chúng ta kiểm tra sức khỏe một lần, nếu chúng ta làm trong cái môi trường cấp cứu hoặc là các cái môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều, ví dụ chiếu tia nhiều chẳng hạn. Thế đó, kể huyết áp bình thường. Thế còn cái giai đoạn mà huyết áp từ 120 đến 139 hoặc từ 80 đến 89 chẳng hạn thì chúng ta cần phải theo dõi định kỳ hàng tuần và đánh giá lại sau 3 tháng chúng ta có cái nhóm ở đây là nhóm nguy cơ thấp. Thế tuy nhiên việc đánh giá lại sau 3 tháng là cần thiết. Bởi vì biết đâu đây, sau 3 tháng thì con số huyết áp nó khác thì sao? Cái nguy cơ trung bình đó là gì? Tăng huyết áp độ 1 thì chúng ta phải thay đổi lối sống và hạn chế các yếu tố nguy cơ trong vòng 3 tháng. Và nếu mà sau 3 tháng mà con số huyết áp nó vẫn không ổn, mặc dù chúng ta đã điều chỉnh lối sống rồi,
Hoặc là nếu như bệnh nhân có tổn thương cơ quan đích rồi thì bắt buộc chúng ta phải dùng thuốc cho bệnh nhân. Đấy, đây là cái khuyến cáo rất là mạnh mẽ cho cái nhóm bệnh nhân này. Tức là chúng ta có thời gian, nhưng nếu như sau thời gian đó huyết áp vẫn không kiểm soát được, chúng ta bắt buộc phải dùng thuốc. Thế còn tăng huyết áp độ 2 đối với nhóm nguy cơ trung bình cao thì mới là chúng ta cần phải điều trị thuốc hạ áp kèm theo việc thay đổi lối sống, sau đó đánh giá lại hàng tháng. Việc này là cần thiết. Đối với tăng huyết áp độ 3, đó là nguy cơ cao và rất cao, thì cái việc điều trị thuốc hạ áp ngay cho bệnh nhân, kiểm soát các yếu tố thay đổi lối sống và khám chuyên khoa tim mạch, thậm chí là nếu chúng ta không kiểm soát được huyết áp, chúng ta nên chuyển lên cái tuyến chuyên khoa về tim mạch để người ta làm các thăm dò cần thiết cho bệnh nhân nếu mà chúng ta nghi ngờ những nguyên nhân cho bệnh nhân. Thế thì cái việc đó sẽ giúp cho bệnh nhân đạt được các cái con số tối ưu và tránh được các cái tổn thương tiếp tục của cơ quan đích. Thế thì cái khuyến cáo mới nhất về huyết áp mục tiêu, kể cả của Hiệp hội Tim mạch học Mỹ hay là Hiệp hội Tim mạch học châu Âu và Tim mạch học Việt Nam, thì chúng ta thấy là cái ngưỡng chẩn đoán tăng huyết áp thì chúng ta thấy vẫn là một cái mức 140 trên 90 mmHg mà thôi. Thế còn cái huyết áp điều trị chung thì ta thấy là đối với cả Hiệp hội Tim mạch học Mỹ ấy, thì người ta chẩn đoán là trên 130 đến 80 mmHg, người ta đã chẩn đoán tăng huyết áp rồi và người ta muốn hạ con số huyết áp xuống dưới cái mức đó. Còn đối với châu Âu và đối với cả Việt Nam thì trên 140 trên 90 mmHg thì chúng ta chẩn đoán tăng huyết áp. Và nếu như mà chúng ta điều trị chung ấy thì chúng ta hạ về cái mức giảm dưới 140 trên 90 mmHg. Nhưng nếu bệnh nhân vẫn còn có thể dung nạp được thì chúng ta có thể hạ về mức 130 trên 80 mmHg. Thì đây là cái mà chúng ta lưu ý, đó là một sự khác biệt rất lớn. Vì chúng ta biết là để hạ được dưới 140 trên 90 mmHg ở bệnh nhân tăng huyết áp độ 2, độ 3 không hề dễ dàng. Nhưng mà nếu bệnh nhân dung nạp được, chúng ta còn phải hạ về con số tối ưu, đó là chỉ 130 trên 80 mmHg. Thì đó là thực sự là một cái khá là thách thức đối với cả bác sĩ lâm sàng. Vì cứ không phải là hạ hạ được thì hạ con số huyết áp thì không phải là quá khó. Thế nhưng mà hạ làm sao cho bệnh nhân còn dung nạp được, thì khi đấy mới cần cái vai trò của người bác sĩ cân đong đo đếm thuốc nào, liều lượng bao nhiêu, như thế nào thì để cho bệnh nhân người ta vẫn dung nạp tốt, người ta không bị tối sầm, người ta không bị hoa mắt chóng mặt, rồi là mặt mày xây sẩm rồi đậu mà không thèm đuổi đi. Thì đó là cái mà chúng ta phải cân đong đo đếm cho bệnh nhân thì mới có thể có được một con số huyết áp tối ưu cho từng bệnh nhân. Đây là người ta nói câu chuyện tối ưu khi chúng ta cá thể hóa điều trị mà thôi, chứ còn nếu mà nói về số đông thì người ta sẽ dựa vào cái mức là 140 trên 90 mmHg. Chúng ta lưu ý điều đó giữa cái việc chiến lược điều trị cho cái nhóm mà số đông và cái nhóm điều trị cá thể mà ưu thế từng cá thể, chúng ta lại chọn hai cái chiến lược khác nhau. Thế thì chúng ta sẽ sang cái mục đầu tiên trong việc điều trị, đó là gì? Và tích cực thay đổi lối sống. Vậy thì chúng ta phải giáo dục được bệnh nhân cái chế độ thay đổi lối sống phù hợp, trong đó chế độ dinh dưỡng, ăn uống là rất quan trọng. Bởi vì mỗi vùng miền, mỗi người lại có một cái kiểu ăn riêng. À, người thì ăn mặn, người thì ăn nhạt, người thì không ăn rau, người thì ăn rau, vân vân. Rồi là ăn, người thì ăn cho người béo ú lên, có người thì để rất là gầy, nhưng mà gầy thì cứ tưởng gầy không tăng huyết áp, gầy mà tăng huyết áp bình thường. Cho nên là chúng ta cần thiết phải có một cái chế độ ăn làm sao để cho bệnh nhân người ta nắm được, thứ nhất là chế độ ăn hợp lý, đảm bảo đủ kali và các yếu tố vi lượng. Ví dụ chúng ta phải giảm ăn mặn, đó là gì? Giảm 6 gram muối trong một ngày là rất thấp vậy. Trong cái trung bình của Việt Nam chúng ta thấy là có thể 9 đến 10, thậm chí 11 gram một ngày, có thể gấp đôi so với khuyến cáo. Vậy thì làm thế nào cho người ta ăn, ăn nhạt đi? Ăn nhạt ở đây không phải là cái cảm giác mặn nhạt đâu, mà giảm cái số lượng muối đưa vào cơ thể. Thực ra người ta cũng chả cân đong đo đếm gì được cái lượng muối đưa vào trong cơ thể hàng ngày đâu, kể cả bản thân bác sĩ chúng ta cũng thế thôi.
chúng ta chả thể nào mà chúng ta đem cân từng gram muối xem là có cho vào hay là bỏ ra, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta thấy là chúng ta có thể giáo dục những cái bệnh nhân là các cái chế độ ăn hàng ngày bình thường, kể cả chúng ta không chấm muối thì các cái thực phẩm chúng ta đưa vào cũng cung cấp đủ muối cho cơ thể chúng ta trong một ngày, không cần phải lo. Tất nhiên nếu bệnh nhân mà truyền ăn sông các thứ thì chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được, nhưng mà yên tâm là bệnh nhân tăng huyết áp của chúng ta, người ta vẫn đi khám bình thường thì không đến sẽ ăn như vậy. Thế thì tiếp theo là tăng cường ăn rau xanh và hoa quả tươi để cung cấp nhiều vitamin, nhiều yếu tố vi lượng và kali cho bệnh nhân, hạn chế các cái đồ ăn có nhiều cholesterol và các cái axit béo no, nó sẽ làm tăng cái hàm lượng cholesterol máu và tăng xơ vữa mạch máu. Tích cực giảm cân nếu mà chúng ta bệnh nhân bị thừa cân, đúng không nào? Chúng ta thấy là đối với cả người châu Á mà thừa cân là từ 23 trở lên, béo phì là 25, BMI trên 25, phải lưu ý cái trường hợp đó. Thì cố gắng duy trì vòng bụng ở nam là dưới 90 cm và nữ là dưới 80 cm, cái đó là cái chúng ta cần thiết phải lưu ý cho những bệnh nhân đó. Đây là chỉ số BMI của chúng ta, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ phải làm sao để tiêu thụ được cái lượng kilo calo trong một ngày ở các bệnh nhân béo phì. Đấy, để chúng ta giúp làm sao bệnh nhân BMI từ quá cân trở thành về cân nặng bình thường, thì đây là bệnh nhân thực sự cần thiết. Đây là vai trò của các cái bài tập, vai trò của cái chế độ dinh dưỡng đưa vào. Thì nếu như mà ở nước ngoài họ có những cái đồ chế biến đồ ăn sẵn ấy, thì người ta sẽ ghi sẵn ở trong đấy là à cái hộp cơm này là cung cấp bao nhiêu kilo calo, thì người ta hoàn toàn có thể là sử dụng các cái bài tập thể dục để tiêu tốn cái lượng kilo calo đấy đi, để giúp cho cái cơ thể của người ta trở về gọi là keep fit hơn. Đó. Tiếp theo là cái tích cực thay đổi lối sống ở các cái khía cạnh khác, ví dụ như là gì, hạn chế rượu bia, hạn chế rượu bia. À, chúng ta thấy là ở đây cái này khá là khó đấy ạ. Dân ta là một trong những cái quốc gia là tiêu thụ rượu bia hàng đầu thế giới, đúng không nào? Chúng ta nghe qua một số bài báo mà thấy khá là sốc. Thế thì đối với nam đó là gì, dưới 3 cốc một ngày. À, đối với nữ là dưới 2 cốc một ngày và tổng cộng dưới 14 cốc một tuần đối với nam và dưới 9 cốc một tuần đối với nữ. Và cái tiêu chuẩn đơn vị ở đây đó là gì, 330 ml bia hoặc là 120 ml rượu vang hoặc là 30 ml rượu mạnh. Thế thì ở đây để chúng ta thấy là người ta không cấm, không nhất thiết là cấm hoàn toàn, nhưng mà với một cái lượng trong tầm kiểm soát thì nó có thể tốt cho tiêu hóa, đúng không ạ? Nhưng mà nếu chúng ta vượt quá cái khuyến cáo thì nó có thể gây hại, trước hết là nó gây say đã, sau đấy thì nó sẽ có gây hại đối với cả những bệnh nhân tăng huyết áp. Việc thứ hai cần phải lưu ý ở đây, người ta hạn chế ở chỗ này không phải là chúng ta một tuần chúng ta kiêng từ thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu, sau đến thứ bảy chúng ta làm là tổng cộng một phát, thế cũng là không được đấy. Nên nếu mà chúng ta uống đều với một lượng hợp lý thì thậm chí là còn tốt, nhưng nếu chúng ta vượt quá cái lượng đó thì sẽ đem lại kết quả ngược lại. Phải bỏ hút thuốc lá hay thuốc lào, cái việc hút thuốc nó là một yếu tố nguy cơ độc lập đối với bệnh lý tim mạch, và tăng huyết áp cũng tương tự như vậy. Do vậy yêu cầu bỏ hẳn hút thuốc lá thì nguy cơ mạch vành rất cao đối với người hút thuốc lá lại có tăng huyết áp. Tăng cường các hoạt động thể lực ở cái mức độ thích hợp, tất nhiên tùy từng tuổi này, rồi tùy giới này, hoặc là tùy cái tình trạng thể lực của bệnh nhân, thì cái việc hoạt động thể lực là rất cần thiết. Tối thiểu là chúng ta có thể đi bộ thôi, không nhất thiết là phải chạy huỳnh huỳnh, mà chúng ta có thể đi bộ hoặc là tập thể dục 30 phút cho đến 60 phút hàng ngày, và chúng ta có thể có hai trong tuần chúng ta có thể nghỉ một hàng ngày. Nhưng cái việc vận động liên tục, và tôi khuyến cáo luôn đó là gì, chỉ cần đi bộ thôi cũng đã là tốt lắm rồi. Thế còn những người mà không ra ngoài được rồi vân vân, có các cái đầu gối mà đau không thể đi bộ được, thì chúng ta có thể đạp xe đạp trong nhà, thì cái đó cũng là cái có thể hoàn toàn chấp nhận được đối với cả những trường hợp chúng ta cần thiết tăng cường hoạt động. Cho nên là người ta chọn được gì, tăng cường hoạt động thể lực ở mức thích hợp là như vậy, rồi là tránh căng thẳng thần kinh, là thư giãn nghỉ ngơi hợp lý. Thực ra cái này thì
Nghe nó cũng khá là khó đấy ạ, bởi vì trong cuộc sống bây giờ cái việc gọi là cơm áo gạo tiền nó luôn luôn đè nặng lên đôi vai chúng ta. Việc tránh căng thẳng thần kinh không hề dễ dàng, nhưng cái việc nghỉ ngơi thư giãn nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được các cái stress, và việc nghỉ ngơi đó sẽ giúp cho chúng ta có một cái sức khỏe tốt hơn và tránh bị lạnh đột ngột, đặc biệt là trong cái mùa mùa nóng này mà chúng ta cứ đang ở ngoài nóng gửi vào phòng điều hòa lạnh ngắt ra, nguy cơ tai biến rất cao. Đó. Rồi là trong những trường hợp mà chúng ta mùa đông mà trong nhà đang ấm áp phi thẳng ra ngoài đường, nó gió lạnh bão mười mấy độ phi ra ngoài đường thì cũng lại là một cái lạnh đột ngột. Các cái biến cố nó sẽ xảy ra vào những thời điểm như vậy, để chúng ta lưu ý. Thì đây là các cái mà chúng ta cần phải tránh. Thế thì ở đây là cái giá trị của câu chuyện thay đổi lối sống đối với tăng huyết áp như thế nào, thì chúng ta thấy là chưa cần dùng thuốc thôi thì với cái chế độ ăn giảm muối nó đã giúp giảm cái con số huyết áp tối đa và tối thiểu như thế nào. Thì ở đây chúng ta thấy rất là rõ đúng không ạ, giảm các cái thức ăn chế biến sẵn muối nó có thể giảm đến 50 mươi thủy ngân trên 30 mươi thủy ngân như thế này, rồi giảm cân, rồi giảm uống rượu, rồi là vận động thể lực đấy, từ 120 phút cho đến 150 phút mỗi tuần nó có thể giúp chúng ta giảm được con số huyết áp như vậy. Và các cái chế độ ăn hợp lý có thể giúp giảm diện đến 10 mmHg thủy ngân đối với bệnh nhân tăng huyết áp, 11 mmHg thủy ngân. Còn đối với cả người huyết áp bình thường có thể giảm 3 để 6 mmHg thủy ngân. Thì đấy là những cái mà chúng ta có thể thấy là rất được hưởng lợi nếu như chúng ta tuân thủ các cái chế độ dinh dưỡng vận động hợp lý và tránh các yếu tố nguy cơ, ví dụ như hút thuốc lá, ví dụ như uống rượu bia. Thế thì ở đây chúng ta thấy là để thay đổi được lối sống này thì rõ ràng chúng ta phải rất quyết tâm. Thì nếu chúng ta không quyết tâm hoặc là bệnh nhân không quyết tâm thì khó có thể đưa lại được các cái lợi ích cho bệnh nhân. Và chúng ta, việc của chúng ta là những người bác sĩ, chúng ta cần thiết phải giáo dục được bệnh nhân tuân thủ các cái chế độ sinh hoạt như vậy. Để việc đầu tiên là gì? Tránh phải dùng thuốc. Việc thứ hai là gì? Là chúng ta có thể phải dùng thuốc ở một cái mức độ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đó. Ngoài ra chúng ta thấy là các cái chế độ, ví dụ như gì, hạ huyết áp tâm thu nó sẽ như thế nào? Giảm cân có thể hạ từ 5 cho đến 20 mmHg thủy ngân mỗi cái 10 cân mà bệnh nhân giảm được. Chúng ta thấy rất kỳ diệu đúng không ạ? Phải không ạ? Đấy ạ. Chúng ta thấy là nếu mà chúng ta khuyến cáo được một bệnh nhân giảm từ 90 cân xuống còn 70 cân, vì ông cao 1m6 nặng 9 cân chẳng hạn, giảm xuống 70 cân thì bệnh nhân này có thể được hưởng lợi khoảng 30 mmHg thủy ngân, ví dụ thế đi đúng không nào. Thế thì đấy, đấy là một cái lợi thế chúng ta thấy là vô cùng lớn, chứ không nhất thiết là chúng ta phải à đây viên thuốc đây, đây là ông cứ béo ú đi rồi sau đấy thì ông uống thuốc, thế thì nói làm gì. Như vậy là cái vai trò của bác sĩ chúng ta nó sẽ giảm đi rất nhiều nếu mà chỉ kê thuốc cho bệnh nhân mà thôi, và chúng ta không biết đến những cái chế độ này. Tiếp theo nữa là chế độ ăn DASH cũng có thể giảm được cái số lượng mmHg thủy ngân huyết áp tâm thu rất nhiều, từ 8 đến 14. Ăn giảm muối có thể giảm maximum 8 mmHg thủy ngân. Hoạt động thể lực có thể giảm đến 9 mmHg thủy ngân. Giảm uống rượu có thể giúp giảm 4 mmHg thủy ngân. Chúng ta thấy là thế này. Chúng ta có thể chẩn đoán tăng huyết áp khi mà 143 mmHg thủy ngân. Nhưng chỉ cần giảm uống rượu thôi, nó có thể giảm đi 30 mmHg thủy ngân. Nó chỉ còn 139 mmHg thủy ngân lại sang một cái phân loại khác rồi. Để chúng ta thấy là nếu như bệnh nhân tuân thủ được cái chế độ thay đổi lối sống thôi thì cái việc giảm huyết áp cũng rất đáng kể so với cả bệnh nhân tăng huyết áp rồi, chưa cần phải dùng thuốc. Thế còn nếu như mà chúng ta sau khi điều trị bằng các phương pháp gọi là thay đổi lối sống mà bệnh nhân vẫn tăng huyết áp không kiểm soát được thì chúng ta sẽ phải bắt đầu điều trị dùng thuốc. Thế thì điều trị dùng thuốc là gì? Điều trị dùng thuốc thì chúng ta tùy vào cái mức độ tăng huyết áp của bệnh nhân, tức là độ tăng huyết áp của bệnh nhân mà chúng ta lựa chọn các cái thuốc khởi đầu cho bệnh nhân như thế nào. Thế thì đối với cái tăng huyết áp độ 1 thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn một trong một nhóm thuốc nào được. Tất nhiên là chúng ta cần phải tùy vào cái mức cái xét nghiệm khác của bệnh nhân.
tần số tim là bao nhiêu, có bệnh lý đi kèm như thế nào, có hay không, thì chúng ta có thể lựa chọn lợi kiểm thiazid này, chạy kênh canxi này, thuốc chế men chuyển hoặc thuốc chế tụ thể. Và chúng ta nên cho một cái liều khởi đầu thấp thôi và phải lưu ý các chống chỉ định của bệnh nhân. Còn tăng huyết áp độ 2 trở lên thì chúng ta nên phối hợp thuốc sớm. Đấy, trong khuyến cáo thì chúng ta hiện tại bây giờ là chúng ta nên phối hợp thuốc sớm cho bệnh nhân để làm sao chúng ta có thể kiểm soát huyết áp sớm cho bệnh nhân, chứ không chờ đợi. Ngày xưa chúng ta có gọi là nâng liều từng bước, thì như vậy nó sẽ làm chậm cái quá trình kiểm soát huyết áp cho bệnh nhân. Cho nên là nếu chúng ta có thể phối hợp sớm, chúng ta kiểm soát huyết áp cho bệnh nhân sớm thì bệnh nhân sẽ giảm được các cái biến cố. Đây là một cái lợi thế của chúng ta, bởi vì ra trước kia các cái thuốc phối hợp nó không nhiều thì chúng ta còn phải cân nhắc, còn bây giờ chúng ta có rất nhiều các liều thuốc phối hợp từ liều thấp đến liều cao. Do vậy không có lý do gì mà những bệnh nhân từ tăng huyết áp độ A trở lên mà chúng ta phải gọi là cân đong đo đếm quá nhiều, trừ khi trường hợp bệnh nhân còn có rất nhiều các cái chống chỉ định khác hoặc là cái lưu ý khi sử dụng khác thì chúng ta mới cân nhắc mà thôi. Thế thì ở đây chúng ta thấy là cái khuyến cáo của Bộ Y tế đưa ra đối với các bệnh nhân tăng huyết áp thì nó hoàn toàn phù hợp với cả các chiến lược điều trị của quốc tế, của AHA hay của ACC, à, của Hiệp hội Tim mạch học Châu Âu. Thế thì chúng ta thì đi theo cái hướng của Hội Tim mạch học Châu Âu, đó là gì? Cái mục tiêu huyết áp của chúng ta là 140 trên 90 mét thủy ngân, giảm xuống thấp hơn mức đó. Và nếu như bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao này, ví dụ như bệnh nhân có bệnh nhân tiểu đường, hoặc là bệnh nhân có bệnh thận mãn tính, hoặc là bệnh nhân có thể dung nạp được, thì chúng ta cần phải giảm xuống dưới 130 trên 80 mét thủy ngân. Thì đây là con số huyết áp tối ưu mà Hiệp hội Tim mạch học Châu Âu cũng như là Hiệp hội Tim mạch học Mỹ và Hiệp hội Tim mạch học Việt Nam khuyến cáo để đưa lại cái lợi ích tối đa cho bệnh nhân. Thế thì đối với cả những trường hợp chúng ta lựa chọn điều trị như thế nào thì chúng ta sẽ dựa vào các cái gì, các cái yếu tố nguy cơ của bệnh nhân có hay không, các cái bệnh lý đi kèm của bệnh nhân hoặc là các chống chỉ định của bệnh nhân để chúng ta chọn thuốc. Đấy, thế thì với những trường hợp như thế chúng ta sẽ lựa chọn các thuốc như sau. Và đây là cái khuyến cáo theo cái khuyến cáo của NICE từ rất sớm. Chúng ta thấy là đối với những cái bệnh nhân mà từ đây ạ, chúng ta có một phác đồ chúng ta đã dùng ứng dụng từ rất lâu rồi, và tuổi dưới 55 và tuổi trên 55 thì chúng ta có ABCD. A là gì? Đó là ức chế men chuyển nội tiết tụ thể, C là chạy kênh canxi, rồi là D là lợi tiểu. Cái này chúng ta lưu ý đúng không ạ? B là beta blocker đấy. Thế thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta có các cái bước đó, chúng ta từ đơn trị cho đến phối hợp, cho đến là phối hợp ba thuốc, thậm chí là đến phối hợp bốn thuốc trong những trường hợp bệnh nhân tăng huyết áp trơ. Tăng huyết áp điều trị phối hợp ba thuốc mà vẫn không kiểm soát được thì người ta xếp vào loại tăng huyết áp kháng trị hoặc là tăng huyết áp trơ, thì chúng ta cần phải có sự tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa, đặc biệt là chuyên khoa tim mạch, để chúng ta có cái thăm dò cụ thể và giúp cho chúng ta có thể có được cái chẩn đoán của bệnh nhân. Và khi được chẩn đoán là tăng huyết áp trơ rồi thì công việc điều trị sẽ rất là phức tạp, để cho chúng ta có thể phải nhờ các chuyên gia về tim mạch. Và chúng ta có một cái lưu ý, đó là trên cái nhóm bệnh nhân mà trên 55 tuổi đấy, nổi là bệnh nhân hoặc là bệnh nhân trên 60 tuổi, hoặc là nhìn chung trên thế giới người ta coi là bệnh nhân cao tuổi, thì cái việc ưu tiên sử dụng thì người ta sẽ ưu tiên sử dụng thuốc chạy kênh canxi. Thì ở cái nhóm bệnh nhân này thì ta có những cái đặc điểm khá là đặc biệt ở những bệnh nhân cao tuổi. Và đấy ạ, cái khuyến cáo để đạt cái con số khuyến cáo như thế này thì chúng ta có những cái thuốc như thế nào để chúng ta có thể lựa chọn. Thì ở đây chúng ta tôi đưa đến một cái slide này, chúng ta thấy là cái trị số huyết áp liệu cứ có phải là càng thấp càng tốt hay không. Đấy, nếu cao quá thì sẽ sinh ra các cái biến cố đúng không ạ, như là tai biến mạch não, nhồi máu cơ tim, lọc tác động mạch chủ, rồi suy thận, rồi là cái bệnh võng mạc. Thế nhưng mà thấp quá liệu có tốt không, 190 liệu có tốt hay không. Thì người ta làm cái nghiên cứu này được công bố cho cái nghiên cứu on target của nghiên cứu Transcend, thì người ta thấy rằng nếu như chúng ta hạ con số huyết áp càng thấp
Các bạn có thể nhìn thấy chúng ta càng hạ thấp thì cái nguy cơ biến cố của bệnh nhân cũng không kém gì so với cả bệnh nhân để cao cả. Đó. Người ta chọn cái đường cong này, cái đường cong huyết áp tâm thu từ 120 đến 140 mmHg ngân, và huyết áp tâm trương từ 70 đến 80 mmHg ngân là cái trị số tối ưu cho bệnh nhân để làm sao gì, giảm được các cái biến cố do cao quá hoặc do thấp quá. Đúng không? Cao quá thì nguy cơ xuất huyết não này, nguy cơ đột quỵ này, nguy cơ nhồi máu cơ tim vân vân, nhưng thấp quá cũng nguy cơ đột quỵ, đúng không? Nguy cơ các cái biến cố có thể xảy ra từ huyết áp quá thấp. Như vậy cái mức tối ưu cho bệnh nhân người ta có thể hướng đến đó là gì? Đó là 130 trên 80 mmHg ngân, 130 trên 70 80 mmHg ngân. Đấy là con số huyết áp tối ưu cho bệnh nhân nếu mà chúng ta cá thể hóa trong điều trị. Thế thì các cái phối hợp thuốc trong điều trị tăng huyết áp thì chúng ta có các thuốc nào? Xin lỗi. Ở đây chúng ta thấy là chúng ta có cái lợi tiểu thiazid, chúng ta có ức chế tự thể angiotensin, có chẹn kênh canxi, chúng ta có ức chế men chuyển, chẹn beta giao cảm, đúng không nào? Thì ở đây ta thấy là các cái đường vạch liền thì chúng ta có thể phối hợp được với nhau. Còn các cái đường vạch đứt là chúng ta không ưu tiên phối hợp với nhau. Thì đây là cái biểu đồ hình lục giác mà chúng ta phải tuân thủ trong quá trình chúng ta phối hợp thuốc với nhau. Thì chúng ta thấy là cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ đối với bệnh nhân, thì cái việc phối hợp thuốc đối với bệnh nhân tăng huyết áp từ độ 2 trở lên là cần thiết. Tuy nhiên chúng ta phải xem là có tác dụng phụ gì hay không, có chống chỉ định gì hay không, và phối hợp có đem lại lợi ích cho bệnh nhân hay không để chúng ta quyết định cái chiến lược phối hợp thuốc cho bệnh nhân. Thế thì chúng ta sẽ đưa ra các cái thuốc như là ức chế men chuyển hoặc chế tự thể là A này, chặn beta giao cảm là B, rồi là C là chặn kênh canxi và D là lợi tiểu, còn E là một số các cái nhóm khác ít khi sử dụng. Thì chúng ta sẽ lưu ý trong trường hợp đó. Thế thuốc đầu tiên chúng ta đi qua đó là gì? Đó là thuốc ức chế men chuyển. Ức chế men chuyển chúng ta có thể thấy là cái cơ chế đó là ức chế chuyển dạng angiotensin 2 đó, chuyển chuyển thành xin lỗi các bạn, ức chế chuyển dạng AT1 thành AT2 và gây ra giãn mạch, giảm tiết aldosterone và nó ức chế giãn hóa bradykinin, do vậy nó gây ra gì? Giãn mạch, hạ huyết áp. Đó, thế thì đây là một cái tác dụng nó. Thế tuy nhiên có tác dụng phụ là gì? Vì là ức chế giãn hóa bradykinin cho nên là nó gây ra ứ đọng bradykinin. Và chúng ta thấy là chính vì thế nó gây ra ho, ra phù hoang mạch. Và đôi khi nếu mà chúng ta thấy là có thể gây ra tụt áp nếu dùng quá liều. Thế như vậy ở đây chúng ta thấy mặc dù ức chế men chuyển có thể coi là thuốc hàng đầu, thuốc số 1 trong điều trị các bệnh lý về tim mạch, tuy nhiên nó vẫn có những cái tác dụng phụ của nó. Và có những bệnh nhân đã phải dừng việc điều trị tăng huyết áp do cái tác dụng phụ. Do vậy chúng ta phải chọn làm sao được cái liều tối ưu cho bệnh nhân. Khi có tác dụng phụ thì có tác dụng phụ không phải là xấu, nhưng nó sẽ làm cho bệnh nhân không hợp tác với điều trị nữa. Thế thì chúng ta có thể phối hợp sớm cả các thuốc lợi tiểu để nhằm kiểm soát được huyết áp của bệnh nhân mà không gây ra tác dụng phụ. Thì đây là cái trường hợp mà chúng ta có thể ứng dụng. Còn đối với những tăng huyết áp và suy tim này, có loạn nhịp và bệnh tim mãn tính thì lựa chọn ức chế men chuyển là rất tốt. Rồi các tác dụng phát không mong muốn, ví dụ như là bệnh huyết áp thấp, ho kéo dài, tăng kali máu rồi suy thận, hoặc là nếu mà sử dụng trong giai đoạn sớm của thai nhi có thể gây ra quái thai vân vân, thì cái đó là cái chúng ta không mong muốn ở bệnh nhân này. Thì các cái thuốc ức chế men chuyển chúng ta có hiện tại là các thuốc kinh điển như là captopril, enalapril, penidopril, rồi ramipril, trong đó các cái thuốc thế hệ mới có thể có là lisinopril. Ở đây chúng ta thấy là các cái thuốc ức chế men chuyển phần lớn đều có tác dụng rất tốt đối với cả những bệnh nhân suy tim, từ các nghiên cứu kinh điển trên ramipril cho đến các cái nghiên cứu trên penidopril vân vân. Thì chúng ta thấy là cái giá trị của thuốc ức chế men chuyển không chỉ dừng lại ở điều trị tăng huyết áp mà còn có tác dụng trên những bệnh nhân suy tim nữa. Do vậy đấy là lý do tại sao mà đây là một trong những thuốc đầu tay trong điều trị những bệnh nhân tim mạch. Thuốc thứ hai đó là thuốc ức chế thụ thể AT1. Thì ta thấy là
nó ức chế thụ thể AT1 cho nên angiotensin 2 nó không tác dụng được lên mô. Thế thì kèm theo đó thì cơ chế con đường nó cũng nằm trên cái con đường của ức chế men chuyển, do vậy nó cũng có cái tác dụng đó là gì, đó là có thể ho khan, tụt áp phù mao mạch. Do vậy chúng ta đừng coi rằng là nếu chúng ta chuyển từ ức chế men chuyển thành ức chế thụ thể thì bệnh nhân sẽ không bị ho, bệnh nhân vẫn bị ho, thế nhưng có thể là với cái tỷ lệ ít hơn do cái việc ức chế giáng hóa bradykinin nó thấp hơn ức chế men chuyển mà thôi. Thế thì các thuốc ức chế men chuyển mà chúng ta có là gì? Chúng ta có losartan, chúng ta có temesartan, chúng ta có candesartan, irbesartan, đúng không ạ? Và chúng ta có valsartan nữa. Thì ở đây ta thấy là trong đó có gì? Có losartan và valsartan là chúng ta hiện tại đang rất được ưu tiên trên cái nhóm bệnh nhân mà có kèm theo suy tim. Thế thì các cái thuốc ức chế men chuyển, các ức chế thụ thể thì nó tác dụng gần như là tương tự như ức chế men chuyển. Đấy, tuy nhiên là nó ít gây ra các cái hiệu ứng như tăng bradykinin và ít gây ho hơn, chứ không phải là không gây ra một tí nào cả. Thế thì đối với các bệnh nhân tăng huyết áp và có suy tim thì nó cũng có hiệu quả khá là tốt, đặc biệt là sau này có các thuốc phối hợp với cả neprilysin nữa thì nó đem lại các cái hiệu quả rất tốt với bệnh nhân suy tim. Thế thì các cái thuốc ức chế thì chúng tôi cũng vừa mới nói với các bạn, đúng không ạ? Và chúng ta thấy là ở đây là hai thuốc rất là tốt, vừa có tác dụng hạ huyết áp, vừa có tác dụng trên bệnh nhân suy tim và thậm chí là cải thiện chức năng nội mạc, có nghĩa là cải thiện thêm được các cái bệnh lý mạch vành và mạch chủ nữa. Thế thì phối hợp hai thuốc này thì liệu có tốt hay không? Thì người ta thấy rằng phối hợp hai thuốc này với nhau thì nó không bằng phối hợp với lợi tiểu, từng cái một với lợi tiểu hoặc là từng cái một với cả chạy cái canxi. Mặc dù là nó chả làm hiệu quả hạ áp tốt hơn mà nó lại làm tăng các cái biến cố có thể xảy ra như là tăng kali máu. Đấy, nó cũng chả làm giảm được các cái biến cố trên mạch thận, trên trên thận hoặc là trên tim mạch. Như vậy đấy là lý do tại sao người ta không phối hợp ức chế men chuyển với cả ức chế thụ thể với nhau, bởi vì tác dụng của nó gần như là đi trên cùng một con đường. Thuốc tiếp theo đó là thuốc chặn beta giao cảm. Chặn beta giao cảm chính là cái thuốc ức chế thụ thể giao cảm. Việc đầu tiên nó là gì? Giảm nhịp tim nếu mà ức chế beta 1, và thứ hai nếu mà ức chế cả beta 2 nữa thì nó sẽ làm giãn mạch, đúng không ạ? Giãn cơ trơn. Thế thì nó có thể gây ra các cái tác dụng và tác dụng phụ riêng. Với các thuốc dạng chặn chọn lọc beta 1, chúng ta có metoprolol, atenolol và bisoprolol. Do vậy các cái thuốc này có tác dụng làm giảm nhịp tim khá là lớn. Thế thì nếu như mà lại chặn cả beta 2, đó là các cái thuốc mà không chọn lọc như propranolol, timolol hoặc là pindolol, là thuốc khá là lâu đời rồi, thì nó lại gây ra gì? Gây ra co thắt cơ phế quản. Do vậy có thể cơ trơn phế quản này nó có thể gây ra các cái cơn hen phế quản hoặc là gây ra co thắt phế quản, khiến cho bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng suy hấp. Và đấy là cái lý do mà tại sao mà chúng ta phải rất cân nhắc khi mà bệnh nhân có cái bệnh lý gì về hô hấp và chúng ta lại muốn sử dụng chặn beta giao cảm vì như vậy. Thế được các cái tác dụng phụ á, thì chúng ta có thể gì? Dùng quá liều thì có thể gây ra nhịp tăng từ nhịp nhanh thành nhịp chậm, đôi khi là ngủ gà, và tiếp theo nữa là một cái tác dụng không ai mong muốn, đặc biệt là những cái bệnh nhân được sử dụng propranolol từ ngày xưa, đó là bất lực. Đây là một trong những tác dụng phụ rất không mong muốn ở các bệnh nhân nam giới. Và các cái thuốc chặn beta giao cảm mà chúng ta có kinh điển như là gì, atenolol này, propranolol, timolol, còn các cái thuốc thế hệ mới chúng ta có thể có đó là bisoprolol, nebivolol, metoprolol và bisoprolol, thì là các cái thuốc chặn beta giao cảm hiện tại vẫn đang được dùng. Và với cái liều thì chúng ta có thể tra cứu trong các cái sách kinh điển như Vidan hoặc là MIMS, chúng ta có thể có được cái liều phù hợp. Thế thì trong điều trị thì chặn beta giao cảm thì hoàn toàn có thể sử dụng đơn trị liệu để vừa giảm nhịp tim vừa giảm huyết áp cho bệnh nhân. Thế thì chúng ta có thể phối hợp với các thuốc khác trong việc kiểm soát huyết áp tốt hơn cho bệnh nhân, bên cạnh cái việc kiểm soát tần số tim. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải lưu ý đó là nếu như chúng ta sử dụng trên các bệnh nhân có các cái bệnh lý về hô hấp, chúng ta phải, hoặc là
những cái bệnh nhân mà có hội chứng Raynaud ấy, chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận vì có thể làm tăng triệu chứng của các cái bệnh lý về hô hấp của Raynaud lên. Thì đó là chúng ta những cái điều chúng ta hết sức lưu ý khi sử dụng. Thuốc tiếp theo đó là thuốc chặn kinh canxi, là một trong những thuốc rất được ưu tiên sử dụng và sử dụng tương đối rộng rãi, bởi vì đây là các cái thuốc có thể giúp hạ huyết áp rất là tốt và dung nạp tương đối tốt. Cái cơ chế của nó là gì, là giãn các cái biểu động mạch và do ngăn cái dòng canxi vào cơ trơn thành mạch, do vậy là làm giảm sức cản và đi gây ra giãn mạch, nó hạ áp. Thì chúng ta có dihydropyridine như là amlodipine, nifedipine, nicardipine, rồi các cái thuốc benzodiazepine là diazem, rồi là các cái thuốc acylamine như là verapamil. Thì chúng ta lưu ý là các thuốc chặn kinh canxi thì có tác dụng hạ áp khá là tốt. Thế tuy nhiên nó lại có cái tác dụng phụ là gì, có thể là nhịp tim nhanh, rồi là phù mắt cá chân, thì cái này chúng ta gặp khá nhiều. Thế rồi khi bệnh nhân người ta, thực ra những cái phù mắt cá hoặc là nhịp tim nhanh nó cũng không phải là xấu, nhưng mà nhanh đến cái mức mà bệnh nhân cảm thấy hồi hộp khó chịu thì chúng ta lại phải có một chiến lược khác, đúng không ạ? Phù mắt cá cũng không phải là xấu, thế nhưng mà nếu như phù mắt cá khiến cho bệnh nhân đang đi một đôi dép rất đẹp nay không đi được nữa, người ta không muốn như vậy mà người ta muốn gọi là làm sao để khoe được đôi chân của người ta ra chẳng hạn, thì người ta lại tôi không muốn bị phù mắt cá nữa, đấy, tôi không muốn chân tôi bị nặng nề nữa, thì người ta sẽ bỏ thuốc mà thôi. Như vậy ở đây chúng ta sẽ phải dùng các cái thuốc phối hợp, hoặc là chúng ta phải cần phải chuyển sang điều trị bằng thuốc khác. Thế thì các cái thuốc chặn kinh canxi hiện tại chúng ta đang dùng, chúng ta dùng khá nhiều, đó là gì, đó là amlodipine, đó là gì, đó là felodipine, dùng khá nhiều. Và một trong cái thuốc mà chúng ta sử dụng đường truyền để kiểm soát huyết áp trong trường hợp tăng huyết áp cấp cứu, đó là nicardipine, được dùng tại các đơn vị cấp cứu rất là nhiều. Ngoài ra các cái thuốc như là diazem này, rồi verapamil cũng là các thuốc điều trị hạ áp mà không ảnh hưởng đến tần số tim, cũng được ưu tiên sử dụng cho những trường hợp bệnh nhân dung nạp đối với thuốc chặn kinh canxi nhưng mà lại có nhịp tim nhanh. Thuốc tiếp theo đó là thuốc lợi tiểu. Chúng ta thấy là lợi tiểu thông thường thì chúng ta sẽ có các cái nhóm lợi tiểu như là lợi tiểu thiazide, lợi tiểu qua, lợi tiểu kháng aldosterone. Thì chúng ta thấy là có cơ chế tác dụng chung, đó là gì, làm giảm cái thể tích tuần hoàn ấy, tức là giảm bớt khối lượng ở ngoài và thải natri ra, thì có thể gây ra được cái hạ huyết áp. Thế tuy nhiên đồng thời với việc đó thì chúng ta thấy là bệnh nhân đi tiểu ra các cái điện giải thì sẽ gây ra rối loạn điện giải và các cái rối loạn chuyển hóa nếu chúng ta dùng lâu dài. Do vậy là sử dụng thuốc lợi tiểu phải hết sức cân nhắc, chứ không phải là một thuốc điều trị thường quy cho các cái bệnh nhân bị tăng huyết áp. Do vậy sử dụng lợi tiểu là một trong các thuốc điều trị tăng huyết áp nhưng chúng ta phải rất cân nhắc cho bệnh nhân. Thế thì các cái thuốc lợi tiểu thiazide hiện tại chúng ta sử dụng thì chúng ta sử dụng đơn trị liệu cũng không nhiều. Nhưng trước kia chúng ta có gì, chlorothiazide này, hydrochlorothiazide vân vân. Rồi là bây giờ chúng ta có thiazide like như là enalapramide, hiện tại cũng đang được dùng khá nhiều những bệnh nhân tăng huyết áp. Các cái thuốc này cũng đều có tác dụng hạ huyết áp khá là êm dịu. Rồi các cái thuốc lợi tiểu qua như là bumetanide này, furosemide hoặc là toxemide, thì đó là các cái thuốc đang được sử dụng. Và với ngoài cái câu chuyện điều trị những bệnh nhân hạ huyết áp ra, tác dụng trên những bệnh nhân suy tim nữa. Rồi lợi tiểu kháng aldosterone như là spironolactone hiện tại chúng ta đang dùng là chủ yếu chính là verospiron, còn metolazone và epinephrone này thì chúng ta ít khi sử dụng. Thì ở đây ta thấy rằng là các cái guideline, các cái khuyến cáo của OSC hay là của AHA vân, hoặc là khuyến cáo của Hội Tim Mạch Học Việt Nam, người ta đưa ra các cái khuyến cáo đều dựa trên gì, các cái nghiên cứu lớn đa trung tâm mù đôn và cái nghiên cứu rất là lớn để theo dõi một số bệnh nhân lâu dài để đưa ra cái khuyến cáo như vậy. Thế tuy nhiên ở đây chúng ta thấy là khuyến cáo là dựa trên cơ sở bằng chứng với số lượng lớn bệnh nhân, chứ không phải là cho tất cả bệnh nhân. Do vậy nó chỉ đáp ứng được cái nhu cầu điều trị đối với số lượng lớn mà thôi, chứ không phải cho tất cả những trường hợp bệnh nhân của chúng ta. Do vậy cái vai trò của bác sĩ ở đây là gì, vai trò của bác sĩ ở đây đó là chúng ta
cá thể hóa bệnh nhân. Bệnh nhân của chúng ta thì chỉ có chúng ta biết mà thôi. Cái việc chúng ta đánh giá bệnh nhân trên lâm sàng, thăm dò như thế nào, quyết định chiến lược điều trị ra làm sao, chúng ta cân nhắc và kết hợp với hoàn cảnh của từng cá nhân, chúng ta mới đưa ra được cái chiến lược điều trị cho bệnh nhân. Do vậy là khuyến cáo là đưa ra chung. Tuy nhiên, việc điều trị để hướng đến được con số huyết áp tối ưu cho từng bệnh nhân của chúng ta thì rõ ràng chúng ta phải làm từng bước một theo những gì chúng tôi vừa trình bày vừa rồi để chúng ta có được các cái điều trị tối ưu mới là cái mà người bác sĩ thực hành chúng ta làm. Còn nếu làm cho cộng đồng thì chúng ta thấy là đồng ý, mèo nào cũng là mèo, chỉ cần bắt được chuột mà thôi, đúng không nào? Thuốc nào cũng có thể điều trị được huyết áp, vậy thì cứ cho thuốc hạ huyết áp được về mức dưới 140 trên 90 mmHg đã là tốt lắm rồi. Chúng ta thấy là có những nghiên cứu người ta chỉ ra là với cái mức hạ khoảng 2 cho đến 5 mmHg nó có thể làm giảm đến 10% tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ. Như vậy ở đây chúng ta thấy là cái giá trị của việc hạ con số huyết áp xuống, con số huyết áp mục tiêu đã. Còn đối với các việc chúng ta đã cá thể hóa điều trị thì đối với từng bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ khác nhau, có các tổn thương cơ quan đích khác nhau thì chúng ta gọi là tối ưu cái liều điều trị cho bệnh nhân để đạt được con số huyết áp tối ưu cho người ta, thì đó nó sẽ giúp cho bệnh nhân đó đạt được những cái lợi ích lớn trong điều trị bệnh nhân. Thì cái đó mới là cái chúng ta, những người bác sĩ lâm sàng, để chúng ta có được cái chiến lược cho bệnh nhân, đúng không ạ? Thế thì ở đây tôi vẫn nhắc lại các bạn đồng nghiệp trong công việc là chúng ta xây dựng cái chiến lược phối hợp sớm cho bệnh nhân. Chúng ta lưu ý cái đường liền là chúng ta phối hợp được, còn đường đứt chúng ta không nên phối hợp. Thế thì chúng ta phối hợp sớm ở những cái bệnh nhân tăng huyết áp từ độ A trở lên để nhằm kiểm soát cái mức huyết áp cho bệnh nhân về cái mức huyết áp mục tiêu. Thế từ một số các cái lý thuyết phía trên, chúng tôi xin phép được đưa ra kết luận như sau. Nhất là việc chẩn đoán đúng tăng huyết áp rất quan trọng, và cái việc quan trọng nhất trong việc chẩn đoán đúng tăng huyết áp đó là chúng ta phải thực hành đúng quy trình đo huyết áp của bệnh nhân theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Thì cái việc này chúng tôi đã nhắc ở phần đầu của bài giảng rồi, cái này không hề khó, chúng ta chỉ cần tránh bớt được các cái sai lầm. Tôi nói luôn là sai lầm này là sai lầm khá thường gặp, tuy rất nhỏ nhưng mà lại rất thường gặp và nó có thể đưa lại sai số. Trong đó quan trọng là chúng ta không được làm tròn con số huyết áp chúng ta đo được. Việc thứ hai, kết luận thứ hai đó là gì? Việc đánh giá yếu tố nguy cơ để xây dựng chiến lược điều trị cho bệnh nhân dựa trên cơ sở là gì? Đó là bảng phân tầng nguy cơ tim mạch cho bệnh nhân là vô cùng quan trọng để chúng ta có một cái chiến lược đối với từng bệnh nhân. Mình nếu chúng ta là một bác sĩ, chúng ta xây dựng được từng chiến lược cho từng bệnh nhân một thì sẽ giúp ích cho chúng ta. Chúng ta dựa trên khuyến cáo nói chung và chúng ta xây dựng chiến lược cho từng bệnh nhân riêng, thì cái đó là cái giúp cho bệnh nhân của chúng ta được hưởng lợi. Để việc đầu tiên là gì? Là tránh được tiến triển tổn thì gọi là tiếp tục của các cái tổn thương cơ quan đích. Và thứ hai là có thể ngăn chặn được các biến cố về lâu dài. Và thứ ba là có gì? Cải thiện được chất lượng sống của họ. Đấy, tức là chúng ta càng kéo dài cái thời gian bệnh nhân xảy ra các cái biến cố tim mạch đầu tiên thì có nghĩa là cuộc sống của người ta, nó cái chất lượng sống của người ta càng tốt. Và kết luận thứ ba đó là gì? Thay đổi lối sống. Và chúng ta áp dụng cái phương pháp điều trị dùng thuốc cho từng cá thể người bệnh là rất quan trọng, dựa trên cái việc chúng ta đánh giá từng bệnh nhân một theo đúng các cái từng bước chúng tôi vừa trình bày vừa rồi. Như vậy có thể giúp cho chúng ta chẩn đoán được tăng huyết áp, điều trị được tăng huyết áp, kiểm soát được tăng huyết áp và quản lý được các cái bệnh tăng huyết áp của chúng ta. Trên đó là một loạt các cái thông điệp tôi muốn đưa ra trong ngày hôm nay đối với cả các bạn đồng nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của các bạn đồng nghiệp.